Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 147. Nhìn thấy nhị nha không ra tay, hắn ngồi xuống bên cạnh nhị nha, sau đó nói, nhị nha, sức mạnh thân xác người có thể tiêu diệt duy độ thời gian sao? Nhị nha có chút hiếu kỳ, duy độ thời gian. Diệp Huyên chớp mắt, người không biết sao? Nhị nha lắc đầu, không biết, rất ngầu sao? Diệp Huyên. Trong lúc nói chuyện với nhị nha, Diệp Huyên phát hiện, nhị nha căn bản không biết duy độ thời gian là gì, cô bé chỉ tu luyện thân xác và sức mạnh thân xác. Những cái khác đều không quan tâm. Cô bé cũng không có cảnh giới. Đương nhiên, cô bé không có cấp bậc như cha hắn, nhưng thế cũng rất kinh khủng rồi. Một lúc sau, Diệp Huyên và nhị nha lại tiếp tục luyện. Thật ra thì là bị đánh. Hắn phát hiện. Thân xác nhị nha này so với thân xác duy độ của hắn còn kinh khủng hơn nhiều, một kiếm chém vào đầu cô bé mà ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Không chỉ vậy, ý thức chiến đấu của nha đầu này cũng rất dữ dội. Đánh với nhị nha, hắn chẳng có chút cơ hội nào. Mặc kệ là trên thân xác hay là về ý thức, thì hắn cũng đều bị áp chế. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua 3 ngày. Hôm nay... Người đàn ông áo xanh xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và nhị nha, Diệp Huyên lúc này đang nằm trên đất không động đậy gì. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, cười nói có cảm ngộ gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, đánh không được. Người đàn ông áo xanh gật đầu, đánh không được là rất bình thường, ngoài chuyện không đánh được thì còn có cảm ngộ gì khác không? Diệp Huyên lắc đầu, hết rồi. Người đàn ông áo xanh có chút bất đắc dĩ, còn không phát một vấn đề sao? Một nghề giỏi còn hơn 9 nghề. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh, người đàn ông áo xanh cười nói, nếu sức mạnh có thể hùng mãnh, thì thời gian không gian gì đó đều có thể bị phá vỡ. Đương nhiên, phải đủ mạnh, nếu không sẽ bị không gian và thời gian hạn chế. Vì vậy, chuyện con cần làm chính là làm sao để khiến sức mạnh bản thân thay đổi. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, thay đổi. Người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn nhị nha. Nhị nha, đánh một quyền. Nhị nha đánh một quyền vào đầu Diệp Huyên. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, mẹ nó, nếu bị một quyền này của cô bé đánh trúng, chẳng phải đầu hắn lập tức nở hoa rồi sao? Ngay khi nắm đấm nhị nha các đầu Diệp Huyên mười mấy tấc, thì một thanh kiếm đã ngăn cản nắm đấm của nhị nha. Kiếm của người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh nhìn nhị nha, huynh bảo muội đánh một quyền vào không khí, muội đánh vào đầu hắn làm gì? Nhị nha bĩu môi, huynh cũng đâu có nói rõ. Nói rồi, cô bé quay người đánh ra một quyền. Ầm. Không gian trước mặt nhị nha đột nhiên nứt vỡ, sau đó bị hủy diệt. Thật sự bị hủy diệt. Ngay cả duy độ thời gian cũng đã biến mất. Một quyền này đã xóa bỏ tất cả mọi thứ. Không thể không nói, Diệp Huyên vẫn có chút kinh ngạc, cũng có chút sợ hãi, vừa nãy nha đầu này đánh với mình cũng không dùng hết sức. Nếu không một quyền này đánh ra thì thân xác duy độ của mình cũng bị đánh nát rồi. Người đàn ông áo xanh cười nói, nhìn thấy hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Nói rồi, hắn nhìn người đàn ông áo xanh, làm sao con mới có thể có được sức mạnh như vậy? Người đàn ông áo xanh cười nói, luyện. Diệp Huyên trầm giọng nói, luyện từ từ. Người đàn ông áo xanh nói, khuyết điểm lớn nhất của con. Chính là chưa bao giờ đột phá đến cực hạn của bản thân. Cực hạn là gì? Ví dụ như thật rút kiếm kia của con. Nói đến đây, y lắc đầu thở dài, con trai à. Cha cũng không muốn nói con, kiếm thuật của cha con vô địch như vậy lại bị con dùng như chó cắn vậy. Thực sự quá mất mặt, ta cũng ngại mà nói kiếm thuật là do ta sáng tạo ra nữa là. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh lại nói, hiện tại, con bắt đầu luyện từ thuật rút kiếm này. Nào, cha cho con xem thế nào là thuật rút kiếm. Vừa dứt lời, y đột nhiên rút kiếm ra. Bù. Tiếng kiếm bỗng vang lên, thoáng chốc, cả thế giới lập tức vỡ vụn, bắt đầu bị mai một từng chút một. Thấy vậy, vẻ mặt người đàn ông áo xanh cứng đờ, y cười nhạt dùng lực hơi mạnh rồi. Diệp Huyên. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trong sân, khi nhìn thấy trong thế giới đang bị chôn vùi từng chút một. Sắc mặt ông lão bỗng chốc trở nên khó coi. Ông lão nhìn người đàn ông áo xanh, người đàn ông áo xanh lại nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt nghiêm túc nói,
bảo con cẩn thận chút thì con lại cứ dùng lực như vậy, giờ thì tốt rồi, thế giới này cũng bị con làm hỏng rồi. Con đền sao? Diệp Huyên trợn mắt há mồm, chết tiệt, con. Người đàn ông áo xanh trừng mắt nhìn Diệp Huyên, con cái gì mà con không mau nhận lỗi với người ta đi. Diệp Huyên. Nhị Nha và Tiểu Bạch cũng sửng sốt nhìn người đàn ông áo xanh, hai cô bé mắt mở to tròn. Lúc này, người đàn ông áo xanh quay người nhìn ông lão kia, cười nói, con trai ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, gây phiền cho mọi người rồi. Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên bên cạnh, thực lực mệnh công tử không đơn giản. Quả nhiên một kiếm đã phá hủy thế giới này rồi. Nói rồi, ông ta nhìn người đàn ông áo xanh, các hạ, mặc kệ thế nào, bản nguyên thế giới này đã bị con trai người phá hủy rồi, bồi thường. Người đàn ông áo xanh gật đầu, phải bồi thường. Nghe vậy, vẻ mặt ông lão nhẹ nhõm hơn chút, ông ta chính là sợ gặp phải người không nói lý. Lúc này, người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, đền đi. Diệp Huyên chớp mắt, con đền. Người đàn ông áo xanh nghiêm túc nói, con đánh đến hư, đương nhiên là con đền. Diệp Huyên đen mặt, con có thể mắng người không? Người đàn ông áo xanh cười ha ha, ta có thể đánh người không? Diệp Huyên, Nhị Nha ở bên cạnh lắc đầu, tiểu huyên tử thật đáng thương. Đánh cũng không đánh lại, nói cũng không nói lại, thảm quá rồi, Tiểu Bạch gật đầu thật mạnh. Diệp Huyên bỗng đâm ra bực bội. Mẹ nó chứ! Cha hắn sao có thể vô liêm sỉ đến vậy? Cứ một hai phải bắt hắn đổ vỏ. Ông lão bên kia nhìn hai cha con hắn một hồi, đang muốn mở miệng thì nghe một giọng nói vang lên, chuyện nhỏ mà thôi, cần gì bồi thường. Ông ta quay lại, thấy một người đàn ông tuổi trung niên đi đến với gương mặt mỉm cười. Ông lão hơi ngẩn ra rồi vội vàng thi lễ, tham kiến Giang lâu chủ. Giang lâu chủ. Chủ nhân tầng thứ 9 của Cửu Cửu lâu. Giang lâu chủ khẽ gật đầu rồi đi đến ôm quyền với Diệp Huyên, Dương tông chủ, tại hạ là Giang Biệt Ly của Cửu Cửu lâu. Ông ta nhìn khắp bốn bề, cười nói, thế giới này bị hủy chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần phải bồi thường. Người đàn ông áo xanh cười, làm vậy không được. Thấy y nhìn sang, Tiểu Bạch lập tức vung tay, lấy ra hàng loạt tử khí đặt trước mặt Giang Biệt Ly. Một tia khiếp sợ lóe lên trong mắt ông ta khi nhìn thấy chúng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị người đàn ông áo xanh chặn trước, nên như thế nào thì cứ như thế ấy, lấy đi. Giang Biệt Ly do dự một hồi rồi gật đầu, cũng được. Tay ông ta thu số tử khí về nhưng trong lòng thì thở dài. Biết rằng đối phương không muốn nợ ân tình của mình. Người đàn ông áo xanh lại quay sang Diệp Huyên, cong môi nói, đại hội luận đạo sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Hắn gật đầu, vâng. Đợi nhóm Diệp Huyên đi rồi, Giang Biệt Ly mới khẽ nói, không ngờ trên thế gian còn có những cường giả thế này. Ông lão đứng cạnh tỏ vẻ hoài nghi, lâu chủ, người này là. Giang Biệt Ly cười, có rảnh thì ra ngoài đi dạo đi. Đừng du rú mãi trong lâu nữa. Đại lục vô biên giờ phút này còn ai không biết người đàn ông áo xanh kia là ai? Giết bán bộ ý cảnh như giết cẩu. Mọi người đều đang suy đoán liệu y đã đạt đến ý cảnh chân chính chưa? Cũng không phải không có khả năng. Bởi vì y có một linh tổ đi theo bên người. Theo lời đồn, linh tổ có thể giúp con người đột phá cực hạn bản thân. Giang Biệt Ly bình tĩnh nhìn về phương xa. Không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi sau, ông ta lắc đầu thở dài, những người này, ta không địch lại. Sau đó xoay người rời đi. Ông ta cũng động tâm tư với linh tổ, nhưng cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Có đôi khi, chỉ cần một suy nghĩ cũng dẫn đến địa ngục. Chấm chấm chấm. Trên phố, Diệp Huyên hỏi, đại hội luận đạo là gì? Người đàn ông áo xanh cười. Là một vài cường giả tụ tập lại để luận đạo thôi, sẽ có ích rất nhiều với con bây giờ. Diệp Huyên khó hiểu, cha lợi hại hơn họ mà, trực tiếp dạy con không tốt hơn sao? Đối phương nghĩ ngợi một hồi rồi nói, không được. Diệp Huyên cau mày, vì sao? Người đàn ông áo xanh ra vẻ khó xử, con yếu quá, ta không biết phải dạy từ đâu cả. Sắc mặt Diệp Huyên đen như đáy nồi. Vào lúc này... A Mệnh xuất hiện bên cạnh hắn, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi đến trước một tòa thạch điện do 18 trụ đá chống đỡ,
đường kính mỗi trụ ít nhất phải mười mấy người mới ôm hết, trông nguy nga bề thế vô cùng. Thành chủ Vô Biên Thành Hoa Nhất Hy đã sớm đợi ở nơi này, thấy họ xuất hiện thì bước đến tiếp đón, Dương Tông Chủ, xin mời. Người đàn ông áo xanh gật đầu, đa tạ Hoa Thành Chủ. Hoa Nhất Hy cười, khách khí. Đoàn người bước vào gian thạch điện trống trải, chạy dài chừng nghìn trượng bên trong. Nơi ấy đã có người đứng sẵn nhưng không nhiều, chỉ tầm 6, 7 người. Vấn đề là những người này đều sở hữu khí tức mênh mông sâu thẳm tựa như vũ trụ. Bọn họ đồng loạt quay đầu khi nhóm người Diệp Huyên bước vào, mọi tầm mắt đều đặt lên người đàn ông áo xanh. Y chỉ nhìn quanh bốn phía, sau đó nghe Hoa Nhất Y nói, mời tiền bối lên vị trí cao nhất. Nàng ta dẫn bọn họ đến hàng ghế nằm ở trước nhất. Vị trí nàng ta chọn cho nhóm Diệp Huyên là ở hàng đầu tiên. Khi thấy bọn họ ngồi xuống, trong mắt những người khác lập tức thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nơi này không phải chỗ người thường có thể ngồi. Người ngồi được ở đây đều là những người có thân phận, có thực lực. Người đàn ông áo xanh này là ai? Hoa Nhất Y nhìn y, nhẹ giọng hỏi, Dương Tông Chủ, theo quy củ, người tiến vào nơi này phải nói về võ đạo tâm đắc của mình, ngài. Người đàn ông áo xanh bất đắc dĩ, chắc ta không có gì để nói. Hoa Nhất Y cười, tùy tiện vài câu là được. Y suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, được. Nụ cười của Hoa Nhất Y càng thêm sán lạn. Trong lòng khấp khởi chờ mong. Võ đạo tâm đắc của cường giả bực này quý giá biết chừng nào, không chừng có thể giúp nàng ta đột phá một bước. Số người bước vào thạch điện ngày một nhiều hơn. Diệp Huyên phát hiện trong số đó, cấp bậc thấp nhất cũng đã đến bán bộ ý cảnh. Nhưng lại không có cường giả ý cảnh. Nửa giờ sau, trong điện đã có 48 người. Cánh cửa đá bên ngoài bỗng đóng sầm lại. Một ông lão áo xám xuất hiện trên đài đá trước mặt mọi người, nhìn xuống bọn họ rồi mở một quyển sách cổ ra, cất giọng khàn khàn, vận dụng không gian. Thứ ông ta đang nói đến chính là vận dụng không gian. Diệp Huyên chợt cảm thấy kinh hãi khi nhận ra hiểu biết của mình về không gian vẫn còn quá ít. Không gian có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như thuật cô đọng mà ông lão đang nói đến. Nghĩa là cô đọng không gian lại. Nếu có thể làm đến cực hạn thì chỉ cần một ý nghĩ của bản thân là có thể cô đọng cả một thế giới vào lòng bàn tay. Nói chi Diệp Huyên, ngay cả A Mệnh cũng hoảng sợ. Trên lý thuyết thì những lời của ông lão này không phải bất khả thi, vấn đề là để làm được điều đó lại vô cùng khó khăn, đến nỗi ngay cả nàng ta cũng không thể. Ông lão áo xám bỗng nói, không gian có thể cô đọng, cũng có thể trồng chất. Nếu trồng nhiều thế giới lên nhau cùng một lúc, có thể đạt đến hiện tượng không gian trùng lặp trong truyền thuyết. Ông ta nói đến đây thì ngừng, khép quyển sách cổ trong tay lại rồi lui sang một bên. Diệp Huyên sửng sốt, hắn đang nghe hay mà, sao ông già này lại dừng? Hoa Nhất Y bật cười, giấu nghề đấy. Nếu có hứng thú, công tử có thể tìm gặp riêng ông ấy đã trao đổi võ đạo tâm đắc. Diệp Huyên nghe vậy bèn hiểu ra. Không phải miễn phí. Phải có trao đổi. Người tiếp theo lên đài là một người áo đen, gã ta nhìn khắp một lượt rồi đưa tay, để một ngọn lửa bất thình lình bừng lên, ình. Nhiệt độ trong đại điện lập tức dâng cao. Chỉ trong một thời gian ngắn mà những người khác cảm thấy như mình đang ở trong lò lửa nóng đến muốn bốc hơi. Diệp Huyên không khỏi kinh hãi nhìn vào ngọn lửa trong tay người áo đen. Nó có màu trắng ẩn như kết tinh từ xương trắng, tản ra âm khí tăm tối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tử hỏa. Hoa Nhất Y giải thích, lửa này do tử khí của bản thân ngưng tụ mà thành. Diệp Huyên tò mò, tử khí của bản thân. Hoa Nhất Y gật đầu, khi một người sắp chết đi, cơ thể sẽ sản sinh ra tử khí, người càng mạnh thì tử khí cũng mạnh theo. Người này suýt nữa đã chết, cũng không biết làm cách nào mà ngưng tụ tử khí lại thành tử hỏa này. Tóm lại, gã đang nói cho chúng ta biết gã có phương pháp cải tử hồi sinh. Tuy không phải là chết đi sống lại thật sự nhưng cũng có thể kéo dài sinh mệnh. Đối với những người đang đi đến cuối cuộc đời, thuật pháp này sẽ đắt giá vô cùng. Quả nhiên, Diệp Huyên phát hiện bốn phía xuất hiện những dao động không nhỏ. Hiển nhiên đã có người động tâm. Gã đàn ông trung niên chỉ trưng ra ngọn lửa, sau đó đi xuống mà không nói lời nào. Nhưng sau đó lập tức có người đã đến tìm gã. Không chỉ một. Mà là tận mấy người.
Diệp Huyên tò mò hỏi, tiền bối, bọn họ đã đến bán bộ ý cảnh, theo lý mà nói thì tuổi thọ phải rất dài mới đúng, vì sao lại bận tâm như vậy? Hoa Nhất Y lắc đầu cười, Diệp công tử không biết rồi. Tuổi thọ của cường giả bán bộ ý cảnh cao nhất cũng chỉ có 120.000 năm, mà bọn họ ít nhất đều đã sống hơn 100.000 năm rồi. Nói cách khác, nếu không thể tiếp tục đột phá, họ chẳng còn bao lâu để sống nữa, trừ khi sử dụng bí pháp hoặc thiên tài địa bảo để cưỡng ép kéo dài tính mạng. Nhưng những thứ ấy lại vô cùng hiếm gặp. Nàng ta thoáng dừng lại một chút, thật ra vẫn còn phương pháp mang theo ký ức luân hồi, sống lại một đời. Nhưng, Hoa Nhất Y liếc nhìn A Mệnh, Diệp Thần năm ấy đã đặt ra một vài quy tắc, nếu cường giả như họ muốn mang theo ký ức luân hồi thì sẽ phạm quy. Tuy Diệp Thần không còn nhưng đến nay vẫn chưa có ai phá được quy tắc ấy. Diệp Huyên khó hiểu, quy tắc. Hoa Nhất Y cười, bình thường sẽ không cảm nhận được. Nhưng nếu cậu muốn mang theo ký ức sống lại thì phải bước vào thông đạo luân hồi, bên trong có cấm chế do Diệp Thần để lại. Nàng ta lắc đầu cười, đừng nói chỉ bán bộ ý cảnh, ngay cả cường giả ý cảnh e rằng cũng khó phá vỡ cấm chế ấy. Bởi vì sức mạnh của Diệp Thần năm ấy vượt xa ý cảnh. Diệp Huyên nhìn A Mệnh, thấy nàng ta gật đầu, thực lực của chủ nhân quả thật đã nằm ngoài ý cảnh. Hoa Nhất Y, năm ấy Diệp Thần từng triệu tập tất cả cường giả cùng nhau ngăn cản dị duy tộc, nhưng lại không ai đến hỗ trợ, bởi vì trật tự và quy tắc của hắn đã chặt đứt đường sống của rất nhiều người. Hắn muốn biến vũ trụ thành một nơi tốt hơn, nhưng khi ấy thì với những cường giả đứng đầu kia chính là trở ngại. Bọn họ vốn tự do phóng khoáng, sao có thể cam lòng từ bỏ hết thảy để chịu quy tắc áp chế? A Mệnh lạnh lùng nói, dị duy tộc đến, tất cả đều phải chết. Hoa Nhất Y cười, cô nương sai rồi, bọn chúng có đến cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Thứ nhất, không có lý do, nhằm vào chúng ta thì được lợi gì? Không được gì cả, hơn nữa cho dù chúng có tấn công, chúng ta cũng có sức tự vệ. A Mệnh không nói gì thêm, chủ nhân và người nơi này vốn có mâu thuẫn. Nàng ấy làm sao có thể yêu cầu bọn họ chống lại dị duy tộc? Chưa kể, phần thắng gì đó đều là con số không. Đại nạn đến, tự đi mà cầu phúc. Phương pháp cải tử hoàn sinh của gã đàn ông trung niên quả nhiên có sức hấp dẫn to lớn, đã có mười mấy người lục tục đến tìm. Nhưng cũng có người thất vọng trở về. Tâm đắc về đại đạo của họ không đủ để lọt vào mắt người đàn ông trung niên kia. Vào lúc này, một cô gái bước lên đài đá. Nàng ấy khoác một chiếc váy trắng như tuyết, để tóc dài xõa vai, dung mạo xinh đẹp, trông thanh thoát như tiên tử. Nàng không nhiều lời mà trực tiếp vươn tay, để lộ một quả cầu bé nhỏ màu xanh lam trong đó. Nhìn thấy vật ấy, những người khác đều thay đổi sắc mặt. Ngay cả Hoa Nhất Y cũng có một thoáng kinh ngạc. Diệp Huyên thì nghịch mặt, thứ gì đây? Hoa Nhất Y cười giải thích, là một ngôi sao. Diệp Huyên khiêm tốn thỉnh giáo, ngôi sao. Hoa Nhất Y gật đầu, đừng xem thường, bên trong quả cầu ấy chất chứa tinh thần chi lực vô cùng vô tận. Nàng ta suy nghĩ rồi nói, tức nghĩa là nếu cô gái này sử dụng quả cầu, tinh thần chi lực bên trong có thể dễ dàng xóa sổ một vũ trụ. Nếu không có tuyệt chiêu bảo mệnh, cho dù là cường giả bán bộ ý cảnh e rằng cũng chết ngay tức khắc. Vật mà nàng ấy đưa ra đủ để trấn áp đa số người trong đại điện. Diệp Huyên thì thào, đến để khoe khoang. Hoa Nhất Y cười, đúng vậy, nhưng cũng có thể là đến để tìm người có chung chí hướng, trao đổi tinh thần chi lực với nhau. Diệp Huyên quay sang người đàn ông áo xanh, cha thấy vật của nàng ta lợi hại không? Hoa Nhất Y và những người khác cũng vội vàng nhìn sang, lại nghe y nói, con thấy lợi hại không? Diệp Huyên gật đầu, lợi hại. Người đàn ông áo xanh gật gù rồi nhắm mắt lại. Không nói thêm gì nữa. Diệp Huyên ngẩn ra, vội hỏi, ý cha vậy là sao? Người đàn ông áo xanh tỏ vẻ bất đắc dĩ, hai chúng ta không ở cùng đẳng cấp, khó mà trò chuyện lắm. Diệp Huyên. Phụt. Hoa Nhất Y không nhịn được phì cười rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày. A Mệnh thì lại cong môi lắc đầu, chủ nhân của nàng ta gần đây ngày nào cũng bị đả kích. Mà quan trọng là lại không có cách phản bác nữa. Thấy cũng tội ghê. Lúc này, cô gái trên đài cũng đã đi xuống, mà Diệp Huyên thấy có một ông lão đang tiếp cận nàng ấy. Hiển nhiên cũng là một người tinh thông về tinh thần chi lực.
Nào ngờ cô gái không để tâm đến ông ta mà đi đến vị trí của nhóm Diệp Huyên. Nàng ấy liếc nhìn Tiểu Bạch đang ngoan ngoãn ăn kẹo hồ lô với Nhị Nha, đoạn mỉm cười hỏi người đàn ông áo xanh, Dương Tông Chủ, pháp môn này của ta liệu có vào được mắt các hạ? Y cười, cũng được. Cô gái, chẳng hay có thể trao đổi một ít tử khí cùng Dương Tông Chủ hay không? Quả nhiên là muốn tử khí. Người đàn ông áo xanh ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn sang Diệp Huyên, có muốn học chiêu ấy không? Diệp Huyên lắc đầu. Hắn không có quá nhiều hứng thú với tinh thần chi lực. Cô gái bỗng cười lên, ta phát hiện thân thể công tử không tầm thường. Hắn gật đầu, ta là thể tu. Người đàn ông áo xanh bỗng thốt lên, là kiếm tu. Diệp Huyên nhìn y một cái, gật đầu, cũng là thể tu. Người đàn ông áo xanh lại nói, đã bảo là kiếm tu. Diệp Huyên cạn lời, con thấy thân thể cũng quan trọng mà. Y nhìn hắn, chịu được một kiếm của ta không? Sắc mặt Diệp Huyên lập tức cứng lại, vội lắc đầu, vâng vâng, cha nói đúng. Người đàn ông áo xanh lập tức bật cười. Cô gái kia lại lên tiếng, tinh thần chi lực có thể giúp cường hóa thân thể công tử. Diệp Huyên nhìn nàng ấy với vẻ hiếu kỳ, dùng tinh thần chi lực để tôi luyện. Nàng ấy gật đầu, hội tụ ngàn vạn ngôi sao lên người sẽ tạo thành tinh thần chi thể kỳ diệu vô cùng. Nếu có thể tu luyện được thể chất này, thân xác của công tử sẽ đạt đến một tầm cao mới. Diệp Huyên quan sát nàng ấy một phen, tiền bối cũng có tinh thần chi thể sao? Cô gái gật đầu, đúng vậy. Hắn chỉ vào Nhị Nha, cười nói, vậy tiền bối có thể cho bọn ta đánh một cái được không? Đánh một cái, nàng kia nhìn Nhị Nha, trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Cô bé này không phải người, mà là yêu thú. Hơn nữa từ khí tức thì không phải yêu thú tầm thường, còn mang lại cảm giác nguy hiểm vô cùng. Nhị Nha tùy tiện nói, đánh chết không chôn. Diệp Huyên. Cô gái cười, không sao, ta sẽ để cô nương đánh một quyền. Nàng ấy dứt lời thì vung tay lên, để bản thân, Nhị Nha và Diệp Huyên xuất hiện trong một vùng vũ trụ xa lạ. Diệp Huyên thở dài trong lòng, những cường giả này không đơn giản chút nào. Chỉ cần trở tay là có thể sáng tạo ra một thế giới giả rồi. Chênh lệch giữa mình và họ vẫn còn lớn quá. Cô gái nói với Nhị Nha, cô nương ra tay đi. Nhị Nha không nhiều lời mà bước tới, tung đấm vào bụng nàng ấy. Cả người cô gái chấn động trong nháy mặt, sắc mặt trắng bệch như vôi, nhưng một bước cũng không lùi. Tuy vậy, lại có vô số đốm sáng như ngôi sao thoát ra từ cơ thể nàng ấy rồi hóa thành hư vô. Diệp Huyên chợt sinh lòng hứng thú. Tinh thần chi thể gì gì đó có vẻ hay đấy. Nhị Nha không ra tay nữa, chỉ nhìn đối phương. Cô gái cong môi, sức mạnh cô nương cao cường vô cùng. Sau đó nàng ấy quay sang Diệp Huyên, công tử, xin cáo từ. Thấy nàng ấy rời đi, Diệp Huyên gọi với theo, tiền bối không trao đổi tử khí nữa sao? Cô gái dừng bước. Lắc đầu cười, tinh thần chi thể của ta đã bị cô nương này phá vỡ rồi. Phá vỡ? Diệp Huyên kinh ngạc, nhưng người vẫn không sao mà. Cô gái, tinh thần chi thể của ta đã cản lại toàn bộ sức mạnh của nàng, nhưng cũng chỉ được duy nhất một lần thôi. Ngăn được một kích chí mạng. Diệp Huyên suy tư một hồi rồi nói, tiền bối muốn đổi bao nhiêu tử khí? Cô gái nhìn hắn, 200 luồng. Diệp Huyên, xin đợi một chút. Hắn xoay người biến mất rồi nhanh chóng xuất hiện lại, cong ngón tay đưa 300 luồng tử khí đến cho nàng ấy. Cô gái, công tử muốn đổi. Diệp Huyên gật đầu, đổi. Cô gái ngẫm nghĩ một hồi, không hối hận sao? Hắn cười, không. Nàng ấy mỉm cười, thu tử khí vào rồi khép ngón tay lại, để một tia sáng như ánh sao dung nhập vào giữa trán Diệp Huyên. Hàng loạt thông tin nổ ra trong đầu hắn ngay sau đó. Cô gái nói, trong đó còn vô số tri thức và cách vận dụng sao trời mà ta biết, hy vọng có thể giúp ích cho công tử. Diệp Huyên khẽ thi lễ, đa tạ. Cô gái gật đầu, sau này còn gặp. Nàng ấy xoay người rời đi. Không gian bốn phía dần trở nên mờ nhạt, Diệp Huyên và Nhị Nha nhanh chóng trở lại thạch điện. Diệp Huyên nhắm mắt. Không thể không nói. Việc vận dụng sao trời này quả thật rất thú vị. Tuy Nhị Nha phá vỡ được tinh thần chi thể của đối phương,
nhưng nàng kia vẫn chịu đựng được trước cú đấm khủng bố của cô bé. Một cú đấm dùng ít nhất 7 phần sức mạnh của nhị nha. Ngoài ra, hắn cũng muốn tìm hiểu cách vận dụng sao trời này, bởi tinh thần chi lực và huyền khí có thể xem như hai con đường tu hành khác nhau. Người đàn ông áo xanh nhìn sang, cười hỏi, thích thứ đó sao? Diệp Huyên gật đầu. Y cười, thích là được. Diệp Huyên, nếu tất cả mọi người đều thông thạo thời gian duy độ thì chủ yếu vẫn dựa vào chiến lược cá nhân khi chống lại người dị duy, đúng không? Người đàn ông áo xanh gật đầu, đúng vậy, nếu không thông thạo thì sẽ bị áp chế cho không có sức chống trả ngay. Ngược lại thì có thể dùng chiến lược cá nhân để liều mạng. Diệp Huyên lại hỏi, văn minh võ đạo của dị duy tộc có bỏ xa thế giới này không? A Mệnh bỗng nói, không đâu. Diệp Huyên nhìn sang, nghe nàng ta giải thích, bọn họ chỉ hơn xa chúng ta ở về phương diện thời gian. Nếu ngươi cũng làm chủ được thời gian duy độ thì chênh lệch giữa hai bên không còn bao nhiêu nữa. Đây cũng là lý do cường giả nơi này không bận tâm về người dị duy. Diệp Huyên khẽ nói, ta hiểu rồi. Vào lúc này, người xuất hiện trên đài đá là một người đàn ông. Ông ta nhìn khắp bốn phía rồi đưa tay ra, để lộ một thanh kiếm. Kiếm tu, Diệp Huyên thấy vậy, hứng thú lập tức dâng cao, thanh kiếm trong tay ông ta dài 3 thước, trông tầm thường vô cùng, mà trên người ông ta cũng không có khí tức kiếm đạo. Bỗng ông ta cong môi, nói, đi. Lời vừa ra, trên đỉnh đầu mỗi người trong đại điện đều có một thanh kiếm. Trừ người đàn ông áo xanh. Thấy vậy, sắc mặt những cường giả khác thoát cái động lại. Ngay cả Hoa Nhất Y cũng lộ vẻ nghiêm trọng, nàng ta chỉ kịp phản ứng vào giây phút thanh kiếm xuất hiện, nếu đối phương có lòng muốn giết. Sắc mặt nàng ta càng đanh lại. Gã đàn ông kia lại nói, đến. Hàng chục thanh kiếm trên không trung bỗng hóa thành kiếm quang, hội tụ thành một thanh duy nhất trong tay ông ta. Ông ta cười, hoan nghênh chư vị đạo hữu thảo luận kiếm đạo. Phải cố tình liếc nhìn người đàn ông áo xanh thêm một cái. Người này mới chịu lùi xuống. Diệp Huyên khẽ huyết hy, hình như ông ta nhằm vào cha đấy. Người đàn ông áo xanh chỉ cười mà không nói. Diệp Huyên lại hỏi, ban nãy vì sao không có thanh kiếm nào trên đầu cha? Y nghĩ ngợi một hồi rồi nói, có lẽ là vì ta mạnh quá. Đoạn y quay sang than thở với Diệp Huyên, con cứ than mình khổ lắm, thảm lắm, nhưng biết sao không? Ta thật sự rất hâm mộ con đấy. Diệp Huyên không hiểu gì hết, hâm mộ cái gì. Người đàn ông áo xanh nghiêm túc nói, vì con yếu nên mới cho rằng cái gì cũng lợi hại, không như ta nhìn ai cũng thấy người đó yếu. Lại một tiếng thở dài, chao ôi, vô địch thật là phiền lòng quá đi. Nếu ta được yếu như con thì tốt biết bao, cuộc sống của kẻ yếu một đi không trở lại rồi, khổ lắm con biết không? Ta khổ lắm. Diệp Huyên. Nhìn gương mặt đau khổ của người đàn ông áo xanh. Diệp Huyên suýt nữa đã ra tay đánh người. Thật sự là không nhịn nổi nữa. Nhưng lý trí lại nói hắn đánh không lại y. Nhịn. Phải nhịn. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, ngả mình tựa vào lưng ghế, không nói thêm gì nữa. Bỗng dưng sinh ra chút hối hận vì đã đi tìm cha. Ngày nào cũng phải nhìn y làm bộ làm tịch mà lại không nói gì được, nghẹn chết rồi. Tức quá. Hắn muốn đưa A Mệnh đi. Vào lúc này, gã kiếm tu trung niên kia xuất hiện trước mặt họ, cười nói với người đàn ông áo xanh, vị huynh đài này, kiếm kỹ vừa nãy của ta mạnh không? Y thoáng ngẩn ra rồi đáp, cũng tạm được. Kiếm tu kia lập tức ra chiều suy tư, tạm được thôi sao? Người đàn ông áo xanh cười, ừ. Kiếm tu lắc đầu, kiếm kỹ vô song của ta lại chỉ là, tạm được trong mắt các hạ. Thú vị, thật là thú vị. Người đàn ông áo xanh cười, người có vấn đề gì không? Kiếm tu nhìn y, ta thấy các hạ cũng là kiếm tu, vì sao không lên đài thể hiện một chút? Người đàn ông áo xanh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, ta chỉ biết giết người. Diệp Huyên. Tên kiếm tu ngẩn ra rồi bật cười, các hạ nói như thể có ai lại không giết người vậy? Người đàn ông áo xanh cười, người đến để gây sự à? Kiếm tu, không. Chẳng qua ta chướng mắt các hạ thôi. Diệp Huyên. Nhị nha ngồi bên bắn sang một ánh mắt thương hại. Trên đời này có rất nhiều người chướng mắt Dương Ca, nhưng đa phần đều nằm yên dưới 3 tấc cỏ xanh cả rồi. Tiểu Bạch tiếp tục ăn kẹo,
không màng đến bất cứ điều gì khác. Người đàn ông áo xanh quay sang cười với Diệp Huyên, có kẻ chướng mắt cha con này, không muốn bày tỏ gì sao? Hắn nhàn nhạt đáp, con nói con cũng chướng mắt cha được không? Y cười, cái thằng nghịch tử. Diệp Huyên. Tên kiếm tu kia lại nói, nếu các hạ cũng là kiếm tu, sao chúng ta không giao đấu vài chiêu? Giao đấu vài chiêu. Những lời này đã hấp dẫn được ánh mắt của vô số người khác. Kiếm tu đánh nhau ư? Thú vị. Đặc biệt là kiếm tu mạnh mẽ nhường này. Nhưng người đàn ông áo xanh lại lắc đầu. Gã kiếm tu thấy vậy thì nheo mắt, người từ chối. Y chỉ cười, không, ý ta là không cần vài chiêu, một chiêu là đủ. Những người khác nghe vậy đều sững sờ. Kiếm tu cũng thoáng ngây ra trước khi bật cười lớn, hay cho một chiêu là đủ. Nam Phong ta đây tu kiếm bao năm, lần đầu tiên mới thấy người cuồng vọng bực này. Quá sức nực cười, ha ha ha. Người đàn ông áo xanh đang rậm đứng dậy thì Diệp Huyên đã lên tiếng, các hạ, nếu cha ta thắng trong một kiếm thì ông định làm gì? Nam Phong nhìn hắn, tiểu tử ngươi cho rằng có thể sao? Có thể sao? Diệp Huyên cười, thì cứ cược xem. Nam Phong, cược thế nào? Diệp Huyên nghiêm giọng, nếu cha ta hạ ông trong một chiêu, ông phải theo ta 3 năm. Ngược lại, ông ấy sẽ theo ông trong 3 năm. Người đàn ông áo xanh không nhìn được mà hỏi, sao con không theo mà lại bắt ta theo? Diệp Huyên, vì cha mới là người đánh, không phải con. Người đàn ông áo xanh còn muốn nói gì nữa thì kiếm tu đã lên tiếng, ta đồng ý. Đồng ý. Gã kiếm tu nhìn người đàn ông áo xanh, rút kiếm đi. Để ta xem ngươi làm sao có thể dùng một kiếm đánh thắng được ta. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên với nụ cười chịu thua, lại nghe Diệp Huyên nói, Thanh Nhi chưa bao giờ phải ra đến kiếm thứ hai, Tiêu Dao đại ca cũng vậy. Hắn cố tình ra vẻ khoa trương, đừng nói là cha cần đấy nhé. Không thể nào. Người đàn ông áo xanh giơ ngón cái với hắn, xem như con giỏi. Sau đó y quay sang gã kiếm tu, thấy gã hỏi, đổi nơi khác. Người đàn ông áo xanh cười, không cần. Sau đó bất thình lình rút kiếm. Trong nháy mắt ấy, gã kiếm tu biến sắc kịch liệt, cũng nhanh chóng gọi một thanh kiếm xuất hiện. Nhưng khi gã vừa muốn rút ra thì đã bị một thanh kiếm khác chỉ vào trước trán. Thua rồi. Một sự yên tĩnh bao trùm bốn phía, có thể nghe cả tiếng kim rơi. Chỉ cần một kiếm. Rất nhiều người đều thấy người đàn ông áo xanh ra tay, nhưng lại không hiểu vì sao gã kiếm tu lại bại trận. Ngay cả bản thân gã cũng như rơi vào sương mù. Sao gã lại thua? Rõ ràng tên kiếm tu này ra tay rất chậm. Bên kia, Hoa Nhất Y nhìn người đàn ông áo xanh thật lâu. Không phải y chậm, ngược lại là quá nhanh. Nàng ta cũng chưa bao giờ chứng kiến tốc độ như vậy. Đó còn là tốc độ của người sao? Sắc mặt A Mệnh cũng vô cùng nghiêm trọng, tốc độ rút kiếm của người đàn ông áo xanh quá nhanh. Đã vượt qua thời gian duy độ, thậm chí là bỏ xa. Người đàn ông áo xanh thu kiếm về, cười nói, người đã thua. Y đặt mông ngồi xuống, lại quay sang Diệp Huyên, còn con thì chờ đó cho ta. Diệp Huyên câm lặng, má ơi không ngờ cha thù dai đến vậy. Về sau phải cẩn thận một chút, biết đâu ông định chơi khăm mình. Gã kiếm tu tên Nam Phong bỗng hỏi, sao kiếm của ngươi có thể nhanh đến vậy? Người đàn ông áo xanh lạnh nhạt đáp, ta chướng mắt ngươi, không muốn trả lời. Nam Phong. Diệp Huyên bỗng đứng dậy, các hạ còn nhớ chúng ta đã cược gì không? Nam Phong, nhớ. Diệp Huyên, ông chấp nhận thua chứ? Nam Phong không nói. Diệp Huyên cười, ta biết vì sao cha ta có thể rút kiếm nhanh như vậy. Nam Phong, ta theo ngươi 3 năm. Diệp Huyên cong môi. Quá ngon. Lại thêm một tay đấm siêu hạng. Tuy Nam Phong không phải đối thủ của cha, nhưng trên đời này có mấy người đánh ngang được với cha chứ? Ông ta là cường giả bán bộ ý cảnh. Còn là kiếm tu. Chiến lực chắc chắn đạt tiêu chuẩn. Nam Phong nhìn người đàn ông áo xanh với vẻ muốn nói lại thôi, lại nghe Diệp Huyên cười, các hạ không biết gì cứ hỏi ta. Ta cái gì cũng biết. Nam Phong nhìn hắn đầy nghi ngờ, vị tiểu hữu này. Có chắc là cái gì cũng biết không? Diệp Huyên gật đầu,
nghiêm túc nói, cha ta biết là ta biết, có vấn đề gì không? Nam Phong. Hoa Nhất Y và A Mệnh đều trợn mắt nhìn Diệp Huyên hết sức khó tin. Vậy mà cũng được luôn. Nhị Nha thì giơ ngón cái với hắn, ghê gớm, hai cha con đều vô liêm sỉ. Người đàn ông áo xanh cũng không biết nói gì. Mẹ nó, sao thằng con mình lại mặt dày như thế được nhỉ? Vào lúc này, một ông lão xuất hiện trên đài đá. Ông ta chống cây trượng màu đen, râu tóc bạc phơ, trông già cỗi vô cùng. Hoa Nhất Y lên tiếng, lão thương. Diệp Huyên nhìn sang, nghe nàng ta giải thích, ông ấy là người tổ chức đại hội luận đạo này, rất có tiếng tăm trong giới chúng ta, ai cũng sẽ nể mặt ông ấy. Ngay cả Vô Biên Thành ta cũng phải nể nang vài phần. Chưa kể ông ấy là một người bí ẩn, sau lưng cũng có một thế lực bí ẩn. Diệp Huyên cười, Vô Biên Thành chắc cũng không đơn giản như bề ngoài, đúng không? Hoa Nhất Y lắc đầu cười, trước mặt công tử và tiền bối, thật sự không đáng để nhắc đến. Đây không phải là những lời khiêm tốn, mà là những lời phát ra từ tận đáy lòng. Người đàn ông áo xanh này thật sự là quá vô địch. Vô Biên Thành tuy có thực lực nhưng không đáng để y đặt vào mắt. Diệp Huyên còn định hỏi thêm thì lão thương trên đài bỗng mỉm cười hỏi người đàn ông áo xanh, hôm nay may mắn gặp được Dương Tông Chủ, chẳng hay Tông Chủ có thể chỉ điểm một chút. Chỉ điểm. Lời này vừa ra, mọi tầm mắt đều tập trung lên người đàn ông áo xanh. Chỉ điểm ư. Đây chính là lão thương. Vậy mà lại kính trọng người đàn ông áo xanh này như vậy. Y là ai? Hoa Nhất Y cũng nhìn người đàn ông áo xanh với sự chờ mong. Võ đạo tâm đắc của cường giả bực này chắc chắn sẽ giúp ích họ rất nhiều, biết đâu còn có thể giúp nàng ta đột phá. Người đàn ông áo xanh thì lại im lặng, tâm đắc của y thật ra không có ích gì với những người này hết. Bởi vì y không tu theo cảnh giới, mà những người này lại tu theo cảnh giới. Hai bên căn bản không đi chung đường với nhau. Mọi người đều đang nhìn người đàn ông áo xanh. Y bỗng cười rộ lên, không bằng để con ta lên nói mấy câu. Diệp Huyên nghe xong, cả người cứng ngắc. Má nó! Lại bắt đầu chơi xỏ thằng con rồi. Người đàn ông áo xanh chỉ vào hắn, nói con ta cũng là kiếm tu, tuy cảnh giới hơi thấp nhưng cũng rất giỏi. Trên đời này, người có thành tựu kiếm đạo vượt qua nó chỉ có ta, ngoài ra không ai cả. Nào! Cùng vỗ tay cho con ta lên đài phát biểu. Y nói xong còn vỗ tay bồm bộp. Diệp Huyên đen cả mặt, mẹ nó chứ, trong lòng có 10.000 câu chửi thề lao đi vun vút. Những người khác đều tò mò nhìn hắn. Thiếu niên này lợi hại đến vậy sao? Người đàn ông áo xanh nhìn hắn, con trai, lên nói mấy câu đi. Mặt Diệp Huyên càng đen hơn, nói cái quái gì bây giờ? Chẳng lẽ lại phải làm bộ trước mặt những người này, làm nổi không? Chắc chắn là không rồi. Rõ ràng là muốn hắn phải bẻ mặt mà. Người đàn ông áo xanh nhảy mắt, người ta đang đợi kìa. Lão thương kia cũng nói, tiểu hữu nói vài câu thôi cũng được. Diệp Huyên quay sang nhìn A Mệnh, nàng ta cũng bất đắc dĩ dùng huyền khí truyền âm, ta không giúp được ngươi. Giúp kiểu gì? Chuyện giữa hai cha con, người ngoài làm sao nhúng tay được? Diệp Huyên bỗng đứng bật dậy, sải bước đi về phía đài đá. Mọi ánh mắt đều dính trên người hắn. Hắn nhanh chóng bước lên đài, nhìn xuống bên dưới, thấy người có cảnh giới thấp nhất đều đã đến bán bộ ý cảnh. Có thể nói hắn mới chính là người yếu nhất. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh, thấy bên khóe môi y treo một nụ cười đắc ý. Mọi người có mặt trong thạch điện đều dõi mắt nhìn Diệp Huyên trên đài đá. Ai nấy đều tò mò không biết hắn sẽ phát biểu những gì. Người đàn ông áo xanh rất mạnh. Ngặt nỗi cảnh giới của Diệp Huyên lại quá thấp. Nào ngờ hắn lại cười, chư vị tiền bối có biết cha ta đã đến cảnh giới nào không? Những cái đầu lại rối rít quay sang nhìn người đàn ông áo xanh. Cảnh giới của y là gì? Ai ai cũng đều hiếu kỳ. Thật ra bọn họ đều có suy đoán trong lòng. Có thể dễ dàng thu phục một kiếm tu bán bộ ý cảnh, xem ra đã đạt đến ý cảnh chân chính. Cảnh giới này, số người đạt đến nó trong vũ trụ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Diệp Huyên trên đài bỗng nghiêm giọng, chư vị đoán không sai, cha ta đã đạt đến ý cảnh. Bầu không khí trong điện lập tức sôi trào.
ý cảnh. Thật sự là cường giả ý cảnh. Ánh mắt những người khác nhìn người đàn ông áo xanh lập tức xảy ra biến hóa. Tôn kính. Giữa cường giả bán bộ ý cảnh và ý cảnh, có thể nói là khác như một trời một vực. Diệp Huyên lại nói, chư vị tiền bối hẳn đang tò mò cha ta làm thế nào để đạt đến ý cảnh, đúng không? Mọi người lại nhìn hắn. Tò mò. Đương nhiên là tò mò rồi. Lúc này, lão thường kia đi đến hành lễ với Diệp Huyên, nếu tiểu hữu có thể tiết lộ vài điều, lão hủ vô cùng cảm kích. Nhiều người khác cũng nhanh chóng làm theo. Những người đứng trong thạch điện này đều đã đến bán bộ ý cảnh, mà mục tiêu của họ là gì? Dĩ nhiên là đột phá đến ý cảnh. Trước mặt những người đang thi lễ, Diệp Huyên tỏ vẻ khó xử việc này. Lão thương lại khom người, mong tiểu hữu chỉ điểm. Những người khác cũng nhanh chóng làm theo. Ý cảnh. Ý thức bất diệt trọn đời. Có ai lại không muốn đạt đến? Hơn nữa, một khi đột phá đến ý cảnh, tuổi thọ sẽ được đề cao đáng kể. Những người trong điện này tuy đều là cường giả đứng đầu thế giới này, nhưng tuổi thọ của họ thật ra chẳng còn lại bao nhiêu. Họ đã sống quá lâu rồi. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, vẫn cảm thấy có chút khó xử. Lão thương mở miệng, sau đó như nghĩ đến gì mà cầm ra một quyển sách cổ dày cộp, đưa đến cho hắn, đây là tâm huyết trọn đời của lão hủ, mong tiểu hữu nhận lấy. Diệp Huyên tròn mắt, đây. Lão thương trực tiếp nhét quyển sách vào tay hắn. Hắn tỉnh dụi thu vào, nói, lão thương, chúng ta tìm chỗ khác trò chuyện chứ. Một tia vui mừng lóe lên trong mắt đối phương, được. Sau đó lập tức muốn dẫn hắn đi. Nào ngờ đã bị vô số thần thức khóa cứng lại tại chỗ. Lão thương cau mày, chợt thấy một người mặc trang phục đen xuất hiện, ôm quyền với Diệp Huyên, tiểu hữu, ta cũng có chút tâm đắc. Những người khác nhanh chóng ùa đến vây quanh Diệp Huyên. Có người trao tâm đắc, có người tặng trang bị. Chỉ trong một thoáng, hắn đã trở thành tâm điểm trong thạch điện. Người đàn ông áo xanh bên dưới có chút câm lặng. Mẹ, thằng nhóc này sao giỏi bịp người đến thế nhỉ? Nhị Nha nhìn Diệp Huyên không ngừng thu quà vào túi trên đài, nghiêm giọng nói tiểu Huyên tử lợi hại. Tiểu Bạch gật đầu lia lịa. Nhị Nha, giống chúng ta. Sau này dẫn hắn đi chơi cùng. Tiểu Bạch gật đầu tán thành. Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyên trên đài đã thu nhận hết lễ vật từ mọi người có mặt mà bọn họ đều đang trông mong chờ hắn chỉ điểm. Hắn cười nói, mời chư vị tiền bối về chỗ. Những cường giả kia do dự một phen rồi cũng nhanh chóng làm theo. Diệp Huyên nghiêm túc nói, chư vị tiền bối, có hai phương pháp để đạt đến ý cảnh. Thứ nhất là cách mọi người đã biết, chính là lợi dụng đại đạo bản nguyên. Nhưng các tiền bối cũng biết đại đạo bản nguyên đã không còn tồn tại trong thế đạo ngày nay, cho dù là dị duy giới thì cũng có rất bản nguyên. Vì vậy, muốn lợi dụng nó để đột phá căn bản là phi thực tế. Hắn thoáng dừng lại, phương pháp thứ hai, chính là sử dụng tử khí hồng mông. Tử khí hồng mông. Tiểu Bạch bên dưới mở to mắt, hô hô bộ móng với Nhị Nha, không biết đang nói gì. Nhị Nha nghĩ ngợi rồi nói, hắn đang dùng chiêu tay không bắt sói. Hay, cao tay lắm. Tiểu Bạch. Tử khí hồng mông. Hàng loạt ánh mắt trong điện đều quay sang Tiểu Bạch. Chỉ trong nháy mắt, nó đã trở thành tiêu điểm. Diệp Huyên đi đến, lấy một chiếc nhẫn và một sâu kẹo hồ lô đặt vào tay nó, cười nói cho họ xem chút tử khí nào. Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt, đoạn thu hai vật ấy vào rồi vung tay lên. Một tia tử khí bay ra, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tử khí hồng mông. Vừa nhìn thấy thứ này, sắc mặt bọn họ đi từ ngưng động sang phấn khích và điên cuồng. Họ chưa từng nhìn thấy đại đạo bản nguyên, nhưng đều cho rằng tử khí hồng mông này tuyệt đối không thua kém. Có nó, biết đâu bọn họ thật sự có thể đột phá đến ý cảnh. Diệp Huyên cười nói, thứ chư vị tiền bối còn thiếu hiện nay không phải nỗ lực, bởi các vị đã đi đến tận cùng thế giới rồi, chỉ còn thiếu cơ hội nữa thôi. Ta tin rằng chỉ cần có đủ tử khí hồng mông, các vị có thể đạt đến ý cảnh hoặc hơn thế nữa. Chỉ cần có tử khí hồng mông, tương lai là vô hạn, sinh mệnh cũng là vô hạn. Những lời này của hắn rất có tính mê hoặc, khiến những lão quái vật ở đây đều cảm thấy máu huyết sôi trào. Thứ họ đang theo đuổi là gì? Là ý cảnh. Là sinh mệnh vô tận.
nhưng bọn họ cũng nhanh chóng tỉnh lại. Để theo đuổi sinh mệnh vô tận, đạt đến y cảnh thì nhất định phải có tử khí hồng mông. Mọi ánh mắt lại rơi vào Tiểu Bạch, cướp ư. Đây là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu, nhưng lập tức bị họ phủ quyết. Bởi vì người đàn ông áo xanh đang có mặt tại đây. Y là cường giả ý cảnh hàng thật giá thật. Muốn cướp linh tổ của y. Còn không phải là đi chịu chết sao? E rằng tất cả mọi người nơi này cộng lại cũng không phải là đối thủ của y. Phải làm sao đây? Chưa gì đã có người nhìn Diệp Huyên. Hắn cười khổ, chư vị à, tử khí hồng mông này quý giá vô cùng. Ngay cả ta mỗi năm cũng chỉ được tra cho có 100 luồng, 100 thôi. Nên, ta cũng không giúp gì được chư vị. Sắc mặt bọn họ nhanh chóng xa sầm. Con ruột mà chỉ có 100 luồng thôi. Người này làm cha cũng hẹp hòi quá. Quả nhiên, đứng trước đại đạo thì không có tình nghĩa gì cả. Người đàn ông áo xanh thì nhìn Diệp Huyên với nụ cười nghiền ngẫm bên môi. Hắn thấy vậy thì không khỏi nheo nheo mắt, nhưng sau đó bình tĩnh lại. Ngoẹ! Ai sợ ai? Không sợ gì sất, cứ làm tới thôi. Cha ruột cũng chơi tuốt. Ánh mắt mọi người trong thạch điện đều đổ dồn về người đàn ông áo xanh, mà y chỉ cười chứ không nói. Bọn họ không đến tìm cũng không đến hỏi. Ngay cả con ruột mà mỗi năm cũng chỉ có 100 luồng tử khí, sao có thể vô duyên vô cớ cho họ được? Trao đổi thì sao? Cường giả bực này chắc chắn sẽ không vừa mắt những thứ trong tay họ. Chỉ trong một thoáng, trên mặt ai cũng đầy vẻ khổ sở. Vừa thấy được hy vọng thì đã bị dập tắt rồi. Bỗng họ nghe Diệp Huyên nói, tuy nhiên. Chỉ hai tiếng này đã thu hút sự chú ý của mọi cường giả. Lão Thương vội nói, Tiểu Hữu mau nói. Diệp Huyên, không dám giấu giếm chư vị, ta hiện nay chính là chủ nhân của thần đình vũ trụ. Thần đình vũ trụ. Những lời này khiến bọn họ ngây cả người. Thần đình vũ trụ ư. Diệp thần. Sắc mặt ai cũng trở nên kỳ quặc. Diệp thần này từng lừa bọn họ một vố đau. Vì vậy không ai có hảo cảm gì với thần đình vũ trụ. Nhưng bây giờ đã khác xưa. Lão Thương, thần đình vũ trụ, là một thế lực rất tốt, bảo vệ hòa bình vũ trụ, lão phu vô cùng kính nể. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, có quỷ mới tin ông. A Mệnh cũng không biết nói gì, mấy lão già này thật sự không màng đến mặt mũi, chỉ để đột phá đến ý cảnh mà thôi. Những người khác cũng rối rít phụ họa, khen thần đình vũ trụ lên tận mây xanh. Chỉ trong phút chốc, thần đình vũ trụ trở nên vĩ đại vô cùng. Bảo vệ hòa bình vũ trụ. Đợi cơn bão tâm bốc ngừng lại, bọn họ lại nhìn Diệp Huyên, chờ nghe hắn nói tiếp. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, không dám giấu chư vị, thần đình vũ trụ ta hiện đang thiếu thốn nhân lực. Thế là họ hiểu ra ngay. Hắn muốn bọn họ gia nhập thần đình vũ trụ đây mà. Nhiều người tỏ vẻ do dự. Gia nhập thần đình vũ trụ chẳng phải đồng nghĩa với bị người khác khống chế sao? Nhưng bọn họ sống tự do đã quen rồi. Chắc chắn sẽ không chấp nhận khi có người ra lệnh cho mình. Diệp Huyên bỗng quay sang hỏi Nam Phong, các hạ sẽ theo ta 3 năm, đúng không? Ông ta gật đầu, phải. Hắn nghĩ ngợi rồi nói, 3 năm, thế này đi, mỗi tháng ta sẽ cho ông 100 luồng tử khí miễn phí, cho trước 1 năm. Hắn nhìn Tiểu Bạch, nó tròn mắt nhìn lại, đoạn rất biết phối hợp mà vung tay. Để một loạt tử khí tuôn trào về phía Nam Phong. Nam Phong lộ rõ vẻ xúc động, vội vàng hấp thu chúng. Sau đó, một luồng khí tức khổng lồ xuất hiện từ người ông ta. Ông ta đã trở nên mạnh hơn. Những người khác thấy vậy thì xúc động ra mặt. Tử khí hồng mông thật sự có hiệu quả. Thật sự. Ngay cả Hoa Nhất Y cũng biến sắc. Nàng ta không dám chắc tử khí hồng mông có thể giúp cường giả bán bộ ý cảnh đạt đến ý cảnh hay không, nhưng chắc chắn nó có tác dụng với cường giả bán bộ ý cảnh. Hơn nữa công dụng còn rất lớn. Nam Phong bỗng nhiên mở mắt, nhìn xuống bản thân rồi lật đật chạy đến trước mặt Diệp Huyên nghiêm giọng nói, Tiểu Hữu, Nam Phong ta bằng lòng thua cược, sẵn sàng theo cậu 300 năm, một ngày cũng không thiếu. Diệp Huyên nghe mà há hốc, 300, nhưng chỉ giao kèo 3 năm thôi mà. Nam Phong, 3 năm sao đủ, 300 mới được, Tiểu Hữu đừng nói gì nữa, Nam Phong ta đã thua cược,
300 năm này một ngày cũng không vắng mặt. À đúng rồi, thần đình vũ trụ thì sao? Không dám giấu cậu, Diệp Thần chính là người ta tôn kính nhất, mấy năm nay luôn muốn tìm cách gia nhập thần đình vũ trụ để chiêm ngưỡng một phen, tiếc rằng không có cơ hội. Hôm nay có tiểu hữu ở đây thì quá tốt rồi. Nam Phong ta bằng lòng gia nhập thần đình vũ trụ, cống hiến một phần sức lực nhỏ nhoi để bảo vệ vũ trụ. Ông ta rút kiếm ra chĩa lên trời, nghiêm túc nói, Nam Phong ta thề với trời, sẽ đồng sinh cộng tử cùng thần đình vũ trụ. Diệp Huyên. Mọi người trong thạch điện đều sửng sốt. Nam Phong này điên rồi sao? 300 năm. Lại còn lập lời thề. Với cường giả đến cấp bậc này như họ, tuyên thệ không phải là chuyện để đùa. Một lời thề đại diện cho nhân quả, có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Vậy mà ông ta lại sẵn sàng thề. Chỉ có một cách giải thích duy nhất. Đó là tử khí hồng mông thật sự hữu hiệu. Độ hữu dụng còn vượt xa tưởng tượng của họ, thậm chí có thể giúp đột phá ý cảnh, bằng không thì một cường giả bán bộ ý cảnh cũng không cần phải vứt hết mặt mũi như vậy. Nghĩ đến đây, mọi tầm mắt trong điện đều chuyển sang Diệp Huyên. Họ cũng đã có quyết định. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, chư vị, tử khí hồng mông vừa quý lại vừa hiếm, ngay cả linh tổ cũng không tạo ra được bao nhiêu trong một năm. Vì vậy lần này ta chỉ chiêu mộ 10 người, chỉ 10 người. Lão Thương lập tức níu tay hắn, nếu tiểu hữu không chê lão hủ tuổi cao, lão hủ bằng lòng gia nhập thần đình vũ trụ, cống hiến một phần sức lực cho vũ trụ này. Diệp Huyên cười, thần đình vũ trụ có thêm tiền bối quả thật là không thể tốt hơn. Hắn quay sang Tiểu Bạch, nó chớp chớp mắt rồi vung tay, để một loạt tử khí ồ ạt tuôn về phía Lão Thương. Diệp Huyên cười, Tiểu Bạch à, Lão Thương không phải tầm thường, thêm một chút đi. Tiểu Bạch gật đầu, lại cho thêm tử khí. Hấp thu chúng vào rồi, thân thể Lão Thương chấn động kịch liệt, sau đó tản ra một luồng khí vẩn đục ngầu. Là tử khí và khí vẫn đục, nhiều cường giả khác thấy vậy thì lập tức biến sắc, Hoa Nhất Y thì đứng bật dậy. Lão Thương này rõ ràng đã sống gần hết tuổi thọ, bởi vì chỉ có người sắp chết mới sinh ra tử khí và khí vẫn đục từ cơ thể. Vậy mà hai thứ này lại bị tống khứ ra. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa rằng tử khí hồng mông có thể tiêu trừ tử khí và khí vẩn đục. Tương đương với cưỡng chế kéo dài sinh mệnh. Tốt hơn phương pháp ngưng tụ tử khí không biết bao nhiêu lần. Những ai có mặt trong thạch điện đều ngo ngoe dục dịch. Bao gồm cả Hoa Nhất Y. Diệp Huyên lại nói, chỉ có 10 vị trí, 10 vị trí thôi. Lão Phu nguyện ý gia nhập thần đình vũ trụ. Tại hạ Lý Hoa Cửu, bán bộ ý cảnh đỉnh cao, cả đời hầu như vô địch trong cùng cấp bậc, bằng lòng gia nhập thần đình vũ trụ. Lão Phu Mục Lân, bán bộ ý cảnh đỉnh cao. Vô địch trong cùng cấp bậc, bằng lòng gia nhập thần đình vũ trụ. Chỉ trong chớp mắt, những người có mặt đều nhốn nháo yêu cầu gia nhập thần đình vũ trụ. Diệp Huyên nghiêm giọng nói với họ, ta sẽ nói thật với chư vị. Thần đình vũ trụ hiện nay đang đối đầu với dị duy giới, nói cách khác, ai gia nhập thần đình vũ trụ sẽ trở thành kẻ thù của dị duy giới, chư vị phải hiểu rõ điều này. Thành kẻ thù của dị duy giới. Nam Phong bật cười sang sảng, thù thì thù, chẳng lẽ chúng ta còn sợ chúng? Lão Thương cũng cười to, Nam Phong nói chí phải, vũ trụ chúng ta sợ chúng sao? Chẳng phải chỉ là một lũ dị tộc thích chơi với thời gian ư? Nên tiêu diệt mới phải. Những người còn lại cũng cười, bày tỏ họ không sợ dị duy giới. A Mệnh nhìn họ, không khỏi thở dài. Nàng ta đã hiểu rõ một điều. Vì sao Diệp Thần năm ấy không tập hợp được các cường giả của vũ trụ này? Vì hắn chưa từng đặt mình vào vị trí của họ để suy xét. Đã không có lợi lộc gì, vì sao họ phải giúp hắn đối phó dị duy giới? Làm như vậy chẳng khác gì đánh cược tính mạng mình. Một khi đã không được lợi gì, chắc chắn sẽ không ai muốn đi liều mạng. Nhưng nếu có như hiện nay bọn họ sẵn sàng tranh nhau để được liều mạng cùng dị duy giới. A Mệnh lần nữa thở dài, muốn bọn họ bỏ mạng mình ra thì không thể dùng đại nghĩa xuông, mà phải có lợi ích mới được. Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyên đã thu nhận tất cả vào thần đình vũ trụ. Có thể nói, từ giờ phút này trở đi, thần đình vũ trụ chính thức trở thành thế lực hùng mạnh nhất vũ trụ này. Đã vậy còn có pháp tắc vũ trụ như A Mệnh.
Sức mạnh của bọn họ còn trên cả những cường giả bán bộ ý cảnh, bởi hiểu biết của họ về thời gian vượt xa mọi người. Người đàn ông áo xanh chỉ lẳng lặng nhìn, không lên tiếng bình phẩm. Nhưng ý cười thản nhiên trên mặt y chưa một lần nhạt đi. Y không ngăn cản Diệp Huyên, cũng sẽ không chủ động bảo hắn làm gì. Thái độ của y đơn giản vô cùng. Chỉ cần đối phương có bản lĩnh, ông đây sẵn lòng để ngươi lợi dụng. Lúc này, Hoa Nhất Y bỗng đi đến, cười hỏi Diệp Huyên, Diệp công tử, chẳng hay ta có thể gia nhập thần đình vũ trụ chăng? Hắn cong môi hỏi lại, Hoa cô nương gia nhập một mình hay đại diện cho vô biên thành? Hoa Nhất Y, Diệp công tử hy vọng ta chỉ đến một mình, hay đại diện cho vô biên thành? Diệp Huyên lắc đầu cười, tùy ý cô nương, nhưng bao nhiêu người thì tử khí hồng mông cũng đủ cả. Sau một hồi im lặng, Hoa Nhất Y cười, đương nhiên là toàn thể vô biên thành cùng gia nhập. Toàn thể đều gia nhập. Diệp Huyên nhìn nàng ta, hy vọng Hoa cô nương hiểu rằng kẻ địch của chúng ta là dị duy tộc. Ta không dám bảo đảm gì trong tương lai, thậm chí chính ta cũng có thể bỏ mạng. Hoa Nhất Y chỉ cười, chúng ta đều là người trưởng thành, biết lựa chọn của mình có nghĩa gì. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì tốt. Hoa Nhất Y, Diệp công tử, chốc nữa sau khi kết thúc, cậu hãy theo ta một chuyến. Ta muốn cho Diệp công tử biết một ít việc nội tình của vô biên thành. Diệp Huyên nhìn nàng ta, Hoa cô nương có thể làm chủ thay cho toàn bộ vô biên thành không? Nàng ta cười, Diệp công tử yên tâm, khi đến tìm cậu, ta đã có sự đồng ý của một vài trưởng lão trong thành rồi. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì tốt. Sau đó, đại hội luận đạo cũng đã kết thúc. Bởi vì mọi người đều chỉ có một mục tiêu duy nhất, tử khí hồng mông. Những thứ khác đã không còn quan trọng nữa. Chỉ có lấy được càng nhiều tử khí hồng mông mới có thể đạt đến ý cảnh. Cường giả bán bộ ý cảnh mỗi tháng sẽ có được 100 luồng tử khí hồng mông, nhưng đối với họ thì vẫn còn quá ít, họ muốn có nhiều hơn. Mà để có nhiều hơn, biện pháp duy nhất là đến tìm Diệp Huyên. Hoa Nhất Y bỗng nói, Diệp công tử, theo ta đi chứ. Diệp Huyên gật đầu, được. Hoa Nhất Y lại nhìn người đàn ông áo xanh, nghe y cười nói, đi chơi đi. Có người quen đến, ta đi gặp đã. Sau đó y hỏi Nhị Nha và Tiểu Bạch, hai đứa theo huynh hay thế nào? Nhị Nha nhìn Diệp Huyên, bọn muội đi chơi với Tiểu Huyên tử. Người đàn ông áo xanh, đừng gây họa đấy. Nhị Nha tỏ vẻ bất mãn, Dương ca, huynh đã bao giờ thấy muội và Tiểu Bạch chủ động gây họa chưa? Đều do người khác chọc bọn muội nên bọn muội mới đánh trả bị động thôi. Ở bên Ngân Hà giới, hành vi của bọn muội là tự vệ, được pháp luật bảo hộ. Tiểu Bạch gật đầu cái rụp. Người đàn ông áo xanh đen mặt, ở đây không phải Ngân Hà giới, đừng đem luật pháp bên đó sang đây. Nhị Nha chớp mắt, lỡ có người bắt nạt bọn muội thì sao? Người đàn ông áo xanh liếc nhìn cô bé, bắt nạt cái búa ấy. Muội cư xử đàng hoàng cho huynh. Y nói với Diệp Huyên, trông chừng kỹ hai đứa này, đừng để bọn chúng gây họa. Cũng đừng để ai đến bắt nại hai đứa. Sau đó y xoay người biến mất. Diệp Huyên nhìn sang, chỉ thấy Nhị Nha thè lưỡi liếm kẹo hồ lô trông ngoan ngoãn vô cùng. Nếu chỉ đánh giá từ vẻ bề ngoài thì Nhị Nha và Tiểu Bạch thật sự là hai đứa trẻ vô hại. Nhưng hắn biết cả hai chẳng khác gì thổ phỉ. Tuyệt đối không được chọc giận cả hai, bằng không chỉ có nước ăn quả đắng. Thật ra hắn càng tò mò về chiếc nhẫn chữ vật trên tay Tiểu Bạch hơn, bên trong chắc chắn có rất nhiều bảo vật cực kỳ lợi hại. Hoa Nhất Y bỗng lên tiếng, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Dưới sự hướng dẫn của nàng ta, nhóm người rời khỏi thạch điện. Trên đường đi, Diệp Huyên hỏi, Hoa cô nương, vô biên thành này rốt cuộc là thế lực như thế nào? Nàng ta cười, không tranh với đời. Diệp Huyên, không tranh với đời. Hoa Nhất Y gật đầu, người nơi này căn bản không muốn tranh đoạt, bởi vì mục tiêu duy nhất của họ là đạt đến ý cảnh, đến cảnh giới bất tử trọn đời trong truyền thuyết. Ngoài điều này ra, những thứ khác không có ý nghĩa quá lớn với chúng ta. Diệp Huyên cười, ta cho rằng ý nghĩa của cuộc sống không chỉ nằm ở tu hành cầu đạo. Hoa Nhất Y cong môi, vì Diệp công tử hãy còn trẻ. Đợi đến khi cậu sống mấy chục, mấy trăm nghìn năm rồi, sẽ thay đổi suy nghĩ. Diệp Huyên gật gù, có lẽ vậy. Chỉ trong chốc lát,
Hoa Nhất Hy đã dẫn họ đi đến một gian đại điện. Nàng ta vung tay lên, khiến cửa điện lập tức mở ra. Bước vào rồi, Diệp Huyên mới nhận ra bên trong đã có 26 người đứng sẵn. Có nam có nữ, toàn bộ đều là cường giả bán bộ ý cảnh. Hoa Nhất Hy nhìn họ, bái kiến Diệp công tử đi. Bọn họ đồng loạt thi lễ, tham kiến Diệp công tử. Diệp Huyên khẽ gật đầu, chư vị không cần đa lễ. Hoa Nhất Hy cười nói với hắn, Diệp công tử, Phổ Biên Thành ta có tổng cộng 36 cường giả bán bộ ý cảnh. Người nơi này thêm ta nữa là 27, 9 người còn lại đang bế quan. Diệp Huyên, Hoa cô nương đưa ta đến đây, hẳn là có lời muốn nói. Hoa Nhất Hy gật đầu, Diệp công tử, Phổ Biên Thành ta bằng lòng theo cậu chống lại dị duy giới, cho dù có phải trả bằng tính mạng. Chúng ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là hy vọng Diệp công tử có thể cung cấp tử khí hồng mông, giúp chúng ta đột phá đến ý cảnh. Diệp Huyên không nói gì. Hắn biết nàng ta đây là đang muốn hắn giúp những người này đạt đến ý cảnh trước. Hoa Nhất Hy cười, ta đã tính sẵn. Lấy tốc độ mỗi tháng 100 luồng tử khí, chúng ta cần ít nhất 100 năm mới có thể đột phá, quá lâu. Diệp Huyên chỉ cười, ta hiểu ý Hoa cô nương. Nhưng sau khi đột phá rồi, liệu các vị có còn nghe theo ta không? Hoa Nhất Hy đang muốn nói thì hắn đã ngắt lời. Cô nương nói sẽ giúp ta chống lại dị duy giới vì các vị còn cần tử khí hồng mông, nhưng đến lúc các vị không cần nữa thì sao? Khi ấy có còn giúp ta chống dị duy giới không? Đừng vội cam kết gì cả. Cô từng nói đến cấp bậc này rồi, trừ đột phá ra thì tất cả đều là giả dối, đúng chứ? Hoa Nhất Hy im lặng. Diệp Huyên cười, thứ cho ta nói thẳng, Hoa cô nương không nên đòi hỏi gì từ ta, mà nên nghĩ có thể cho ta những gì. Đoạn hắn nói với Tiểu Bạch, Nhị Nha và A Mệnh, chúng ta đi. Vào lúc này, bỗng có một ông lão đứng chắn trước mặt họ. Thấy ông lão xuất hiện cản đường, Nhị Nha tròn mắt nhìn không chớp, chẳng biết lại đang bắt đầu tính kế gì. Không được chủ động gây sự. Nhưng cũng không thể để mặc người khác hà hiếp. Diệp Huyên cười cười, quay sang hỏi Hoa Nhất Hy, Hoa cô nương muốn giữ chúng ta lại sao? Hoa Nhất Hy bỗng sải chân bước đến. Ông lão còn chưa kịp mở miệng thì đã bị nàng ta tống cho một cú đấm vào bụng. Quỳnh! Thân xác ông ta vụn vỡ, linh hồn bay vụt đi. Chỉ một đấm đã xóa sổ thân xác. Những cường giả khác thấy vậy thì biến sắc. Mà ông lão kia thì mang gương mặt tràn ngập khó tin. Hoa Nhất Hy, ta cho phép ngươi cản đường Diệp công tử sao? Giữ hắn lại! Nàng ta đương nhiên không có lá gan này. Ban đầu nàng ta quả thật có ý với linh tổ, nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của người đàn ông áo xanh thì đã từ bỏ quyết ý nghĩ này. Toàn bộ cường giả bán bộ ý cảnh góp lại chưa chắc đã đủ để làm đối thủ của y. Vậy mà còn muốn đụng đến linh tổ thì phải não tàn đến trình độ nào? Hoa Nhất Hy khẽ thi lễ với Diệp Huyên, xin lỗi Diệp công tử. Diệp Huyên chỉ cười, xem ra Hoa cô nương cũng không thật sự nắm quyền toàn bộ Vô Biên Thành nhỉ. Sắc mặt Hoa Nhất Hy xa sầm, Diệp công tử yên tâm, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa. Không có lần sau đâu, Hoa cô nương, ta không cần Vô Biên Thành gia nhập thần đình vũ trụ. Diệp Huyên nói rồi lập tức rời đi. Hoa Nhất Hy ngẩn ra, đang muốn gọi với theo thì bị Nhị Nha quay lại nhìn, đừng đến gần, bằng không ta đánh chết ngươi. Hoa Nhất Hy. Nhóm Diệp Huyên nhanh chóng đi mất dạng. Sắc mặt Hoa Nhất Hy xấu xí vô cùng. Một người đàn ông trung niên bỗng lên tiếng, thành chủ, việc này. Hoa Nhất Hy chậm rãi nhắm mắt lại, ta đã đánh giá hắn quá thấp, cứ ngỡ rằng hắn chỉ là cậu ấm được kế thừa sức mạnh, đầu óc đơn giản. Là ta xem thường hắn, ta sai rồi. Mục đích của nàng ta khi đưa Diệp Huyên đến đây là thể hiện thực lực của Vô Biên Thành cho hắn xem, dùng nó để đàm phán, lấy được nhiều lợi ích hơn. Nào ngờ Diệp Huyên căn bản không cắn câu, cướp, Vô Biên Thành tuyệt đối không dám. Có người đàn ông áo xanh, cướp linh tổ chẳng khác gì một vé về chầu trời sớm. Có nghĩa là phương pháp duy nhất để có được tử khí hồng mông là thông qua Diệp Huyên. Cấp bậc của người đàn ông áo xanh quá cao, có dùng hai tay dâng Vô Biên Thành lên cũng không được để ý, vì vậy tìm y cũng vô dụng. Chỉ có thể tìm đến Diệp Huyên. Nhưng giờ đây hắn đã từ chối, khiến Vô Biên Thành càng thêm bị động. Một hồi sau,
Hoa Nhất Y nói, phái người điều tra Diệp công tử này cho ta muốn biết toàn bộ tin tức về hắn. Vâng. Một cường giả âm thầm biến mất. Hoa Nhất Y nhìn về phương xa, không biết đang nghĩ gì. Chấm chấm chấm. Nhóm Diệp Huyên rảo bước trên phố. A Mệnh hỏi, thật sự từ bỏ ngần ấy cường giả bán bộ ý cảnh sao? Diệp Huyên cười, cô nói xem. A Mệnh, có họ giúp đỡ, chúng ta sẽ càng được lợi. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, A Mệnh à, nếu toàn bộ cường giả bán bộ ý cảnh này đồng ý đi theo, vậy chúng ta có thể chống lại dị duy giới không? A Mệnh im lặng một hồi rồi đáp, có lẽ là không. Diệp Huyên nhìn nàng ấy, có lẽ. A Mệnh gật đầu, dị duy giới chắc chắn có cường giả ý cảnh, thậm chí còn hơn thế nữa. Diệp Huyên lắc đầu cười, nói cách khác, cho dù có tập hợp được toàn bộ cường giả đứng đầu vũ trụ, chúng ta cũng không phải đối thủ của dị duy giới, đúng không? A Mệnh, ngươi sai rồi. Diệp Huyên nhìn sang, nghe nàng ấy điềm tĩnh nói, đã quên vẫn còn cha và muội muội ngươi sao? Còn cả đại ca ngươi nữa. Diệp Huyên. A Mệnh, cha ngươi dẫn ngươi theo là có ý muốn giúp đỡ, nhưng có thể kiếm được bao nhiêu lợi ích từ y thì phải xem bản thân ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. A Mệnh lại nói, người nơi này tranh thủ được cái gì thì sẽ làm cái đó, bởi cho dù có đặt vào dị duy giới, họ cũng thuộc hạng trung thượng trở lên. Tuy hiện nay họ không có ưu thế gì khi chống lại dị duy giới, nhưng một khi chúng ta có cường giả ý cảnh và hơn thế nữa, đủ để giữ chân những cường giả cao cấp bên kia thì tác dụng của họ là vô cùng to lớn. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Hắn nhìn A Mệnh, phải tìm cách để các cô đạt đến ý cảnh. Người có cơ hội đột phá đến ý cảnh nhất trong vũ trụ này chính là các pháp tắc vũ trụ. Bọn họ vốn đã có nội tình thâm hậu, chỉ cần có đầy đủ tử khí hồng mông thì ý cảnh không phải việc khó. Ngoài ra còn niệm tỷ, đồ và tổ tiên Dương gia nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên nhìn Tiểu Bạch, Bạch, nhóc có bao nhiêu tử khí. Tiểu Bạch chớp chớp mắt rồi vung tay loạn xạ. Diệp Huyên nhìn Nhị Nha, nghe cô bé phiên dịch, nhiều lắm. Diệp Huyên tỏ vẻ nghi ngờ, sao lại nhiều lắm? Nhị Nha, vì tử khí hồng mông của Tiểu Bạch là do linh khí phổ thông chuyển hóa thành. Chuyển hóa? Diệp Huyên trợn mắt, nói cách khác là Tiểu Bạch có thể biến linh khí thường thành tử khí hồng mông ư. Nhị Nha gật đầu, đúng vậy, nhưng biến đổi nhiều quá thì sẽ rất mệt. Diệp Huyên và A Mệnh nghe vậy thì nhìn nhau, thấy được vẻ chấn động trong mắt đối phương. Biến đổi? Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là chỉ cần có Tiểu Bạch trong tay thì sẽ có tử khí hồng mông vô hạn. Thật sự vô hạn. Quá siêu rồi. Chỉ cần Tiểu Bạch muốn, nó có thể biến toàn bộ linh khí thành tử khí hồng mông. Nhị Nha bỗng nói, Tiểu Bạch không phải cứ muốn là chuyển đổi được. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Nhị Nha liếm kẹo, vì nếu tùy tiện chuyển đổi thì linh khí trong thế giới này sẽ cạn kiệt. Lấy ví dụ. Tiểu Bạch có thể biến tất cả linh khí ở nơi này thành tử khí hồng mông, nhưng khi ấy linh khí sẽ khô kiệt, khiến vạn vật biến mất. Chưa kể cần một lượng lớn linh khí mới có thể đổi lại một chút tử khí hồng mông. Nói một cách nghiêm túc thì cách biến đổi này không có lợi với vũ trụ, nên Dương Ca mới không cho phép Tiểu Bạch tùy tiện làm. Diệp Huyên thì thào, ra là vậy. Cũng phải, nếu Tiểu Bạch có thể tùy tiện biến đổi linh khí với tỷ lệ 1:1 thì lại chẳng khủng khiếp quá. Bởi vì khi ấy có nghĩa là nó có thể biến đổi toàn bộ linh khí trong thế gian. Hiện nay thì tuy Tiểu Bạch vẫn có thể biến toàn bộ linh khí thành tử khí hồng mông, nhưng cần tận 100 luồng linh khí mới đổi được một luồng tử khí hồng mông. Có nghĩa là nếu nó biến đổi toàn bộ linh khí thì thế giới này sẽ sinh ra rất nhiều siêu cường giả, đồng thời toàn bộ sinh linh khác cũng sẽ bỏ mạng. Bởi vì số tử khí hồng mông đổi lại không thể nuôi nấng toàn vũ trụ được nữa. Diệp Huyên nhìn nhóc màu trắng. Cảm thấy nhóc ta cũng có năng lực hủy diệt vũ trụ ấy chứ. Chỉ cần nhóc muốn là có thể hút cạn linh khí trong vũ trụ này. Thật sự quá đáng sợ. Như nghĩ đến điều gì, hai mắt Diệp Huyên sáng lên. Hắn có thể đưa Tiểu Bạch và Nhị Nha đến dị duy giới. Đến đó rồi để nhóc ta tha hồ hấp thu. A Mệnh bật ra, có thể đưa nhóc ấy đến dị duy giới, xóa sổ bọn chúng. Diệp Huyên lắc đầu cười. Trừ khi có cha hắn đi cùng thì để Tiểu Bạch đến dị duy giới sẽ chẳng có hy vọng sống sót.
bởi cường giả nơi đó sẽ không để yên cho nhóc hấp thu linh khí. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nói với A Mệnh, cô hãy triệu tập các pháp tắc lại. Ta sẽ cung cấp tử khí hồng mông cho mọi người đột phá, thế nào? A Mệnh đánh mắt nhìn Tiểu Bạch, nhóc ấy có bằng lòng không đã? Tiểu Bạch gật đầu bày tỏ sẵn lòng. A Mệnh lắc đầu cười, nàng ta đã phát hiện ra. Nhóc này thật sự xem Diệp Huyên như người thân của mình. Một hồi sau, A Mệnh rời đi, tất nhiên là với rất nhiều tử khí hồng mông. Theo lời Diệp Huyên, pháp tắc vũ trụ bọn họ cần phải đột phá, nâng thực lực lên tầm cao mới. A Mệnh đi rồi, Diệp Huyên đang định đi tìm cha thì thấy người đàn ông áo xanh xuất hiện. Y cười nói, ta không thể ở đây lâu được nữa. Diệp Huyên sửng sốt, có chuyện gì sao? Người đàn ông áo xanh gật đầu, có một người bạn cũ phát hiện ra một nơi thú vị, ta định đưa nhóm An Di của con đi dạo một chút, nên. Diệp Huyên hạ giọng, đưa con theo cùng được không? Y lắc đầu. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao không? Người đàn ông áo xanh chừng y, cha đây là muốn có thời gian lãng mạn với nhóm An Di, con đi theo còn ra thể thống gì? Hai cha con chúng ta mạnh ai nấy chơi, hiểu không? Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ. Ngoá! Mình có còn là con ruột không vậy? Người đàn ông áo xanh lại nói, ta còn đợi được mấy ngày nữa nên sẽ huấn luyện con thật kỹ. Đi, tu luyện thôi. Sau đó bọn họ đều biến mất, xuất hiện lại ở Cửu Cửu Lâu. Thế giới nơi này đã được sửa chữa hoàn toàn. Người đàn ông áo xanh đưa bội kiếm của mình cho Diệp Huyên, luyện kiếm đi, ta sẽ chỉ điểm cho con. Diệp Huyên gật đầu, rút kiếm chém ra. Xoẹt! Kiếm khí phá không mà đi, chân trời bị xé rách thành khe nứt chạy dài mấy trăm nghìn trượng. Sức mạnh của hắn đã khác khi xưa rất nhiều, uy lực của thuật rút kiếm hiện nay là vô cùng kinh khủng. Nhưng người đàn ông áo xanh lại lắc đầu, yếu, quá yếu. Diệp Huyên! Y lại thở dài, kiếm kỹ vô địch của ta đây lại bị ngươi thi triển thành thế này. Về sau ra đường đừng nói chiêu này do ta tạo ra, mất mặt lắm. Mặt Diệp Huyên đen xì, mẹ, một ngày không xỉa sói nhau thì chết à. Người đàn ông áo xanh nhìn hắn, lần nữa thở dài, yếu quá. Diệp Huyên tự dưng cười, nghe nói trước đây cha từng bị Thanh Nhi đánh, có đúng vậy không? Đến lượt người đàn ông áo xanh cứng ngắc. Diệp Huyên, con còn nghe nói cha bị đánh siêu thảm luôn, có thật không? Người đàn ông áo xanh. Y bỗng rút một thanh kiếm ra, đến đây, hai ta tập luyện tay đôi. Diệp Huyên. Tập luyện tay đôi. Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Mẹ kiếp, lão cha này đúng là không để ý đến thể diện mà. Rõ là muốn tìm cớ để đánh mình mà. Trong tầng 9 nhanh chóng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Nhị Nha ở một bên liếm kẹo hồ lô, không ngừng lắc đầu, thê thảm quá. Tiểu Bạch cũng gật đầu thật mạnh, liên tục quơ móng vuốt nhỏ. Đúng là rất thê thảm. Một lúc sau, Diệp Huyên nằm dưới đất. Lúc này, trên người hắn không còn chút sức lực nào cả. Không có sức để đánh trả. Chỉ có thể chịu đòn. Người đàn ông áo xanh ngồi bên cạnh Diệp Huyên, cười nói cảm giác thế nào. Diệp Huyên liếc nhìn người đàn ông áo xanh, không có cảm giác gì cả. Người đàn ông áo xanh cười to, tiểu tử, đừng nói là con thật sự cảm thấy ta cố ý kiếm cớ đánh con nhé. Diệp Huyên thắc mắc, chẳng lẽ không phải sao? Người đàn ông áo xanh cười nói, phải cái đầu con, ta đánh con là muốn cho con biết một đạo lý. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, đạo lý gì? Người đàn ông áo xanh chớp mắt, con tự nghĩ đi. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh nghiêm túc nói, cái này phải tự mình hiểu ra. Diệp Huyên đen mặt. Ông đây hiểu được cái khỉ gì, không phải vì ta lỡ vạch trần khuyết điểm của ông sao? Mẹ kiếp! Bắt nạt người khác quá! Đánh người thì đánh người đi, còn làm ra vẻ vì tốt cho con nên ta mới đánh con. Không ra làm sao cả. Nhịn! Diệp Huyên hít sâu một hơi. Nắm đấm không đủ cứng thì nhất định phải nhịn. Người đàn ông áo xanh đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch, chữa thương cho thằng bé đi. Tiểu Bạch phung tay, một luồng tử khí bao phủ lấy Diệp Huyên, một lát sau, Diệp Huyên bình thường trở lại. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên,
cười nói, con biết nòng cốt của thuật rút kiếm này là ở đâu không? Diệp Huyên lắc đầu. Người đàn ông áo xanh nói, có hai nòng cốt, một là rút kiếm, kiếm kỹ này chú trọng lực bộc phát trong nháy mắt. Điểm thứ hai chính là chồng chéo. Diệp Huyên hơi tò mò, chồng chéo. Người đàn ông áo xanh cười nói, đúng thế, với thực lực của con bây giờ, nếu con có thể chồng chéo 100 thuật rút kiếm trong nháy mắt, thì con sẽ giết chết được cả cường giả ý cảnh. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, con chỉ mới nhập thần. Người đàn ông áo xanh gõ lên đầu Diệp Huyên, nhập thần hay không nhập thần cái gì, đừng nghĩ tới vấn đề cảnh giới. Nào, bây giờ con thử xem. Diệp Huyên gật đầu, hắn rút kiếm ra, vừa rút kiếm xong, hắn lập tức cho kiếm vào lại vỏ, sau đó rút kiếm một lần nữa rồi chém xuống. Phụt phụt. Hai tia kiếm khí lập tức phá không bay đi, chân trời bị chém rách, ngọn núi lớn trong phạm vi mấy vạn dặm cũng biến thành tro bụi. Không chỉ có thế mà cả không gian cũng bị chém thành hư vô. Uy lực của lần này mạnh hơn lần trước ít nhất là gấp đôi. Nhưng người đàn ông áo xanh vẫn lắc đầu, không được. Lực lượng không đủ, tốc độ không nhanh. Mà vào lúc hắn điên cuồng tu luyện, thân thể của hắn cũng được nâng cao, bây giờ lực lượng thân thể của hắn đã mạnh hơn trước đây rất nhiều. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, lúc này, hắn cảm thấy tay phải của mình tràn đầy lực lượng vô cùng vô tận. Bây giờ hắn đã có thể dễ dàng chém chết cường giả diệt thần cảnh, dù là cường giả bán bộ cảnh, hắn cũng có thể chém chết đối phương. 50 thuật rút kiếm chồng lên nhau, thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Người đàn ông áo xanh hỏi, có phải cảm thấy rất khó khăn không? Diệp Huyên gật đầu, chỉ nghĩ thôi đã thấy khó. Người đàn ông áo xanh cười nói, có khó hơn đám người dị duy không? Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người. Người đàn ông áo xanh vỗ nhẹ lên bả vai Diệp Huyên, không có chuyện gì khó, chỉ sợ mình không làm. Nếu con còn chưa làm đã phủ định mình, vậy thì con sẽ không làm được chuyện gì cả. Diệp Huyên gật đầu, con hiểu rồi. Bắt đầu luyện tập đi, ta hướng dẫn con. Diệp Huyên gật đầu. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện thuật rút kiếm. Hắn chỉ luyện mỗi chiêu này. Không ngừng tu luyện. Một kiếm lại một kiếm. Lúc đầu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chồng được hai kiếm, nhưng dần dần, hắn đã có thể chồng lên ba kiếm, bốn kiếm. Mà trong khoảng thời gian này, người đàn ông áo xanh cũng không rời đi, y vẫn luôn ở bên cạnh hướng dẫn. Có thể nói, Diệp Huyên tiến bộ thần tốc như vậy có một phần lớn nguyên nhân là nhờ sự hướng dẫn của người đàn ông áo xanh. Thuật rút kiếm này vốn do người đàn ông áo xanh tự sáng tạo ra. Có sự hướng dẫn của y, chắc chắn Diệp Huyên sẽ trở nên mạnh hơn. Bên ngoài tầng 9, có một cô gái đứng trước cửa, cô gái này chính là Hoa Nhất Y. Nàng ta đã đến đây 2 ngày rồi. Chính là vì muốn gặp Diệp Huyên. Nhưng Diệp Huyên đang tu luyện, không gặp ai cả. Mà nàng ta không thể không chờ. Bây giờ một vài cường giả bán bộ ý cảnh của Vô Biên Thành đều đã gia nhập thần đình vũ trụ, có tử khí hồng mông. Những người này rất có thể đạt tới ý cảnh, dù có lẽ không nhanh, nhưng chỉ cần một khoảng thời gian, sự chênh lệch của Vô Biên Thành và những người này sẽ càng ngày càng lớn. Mà một khi những người này thật sự trở thành cường giả ý cảnh, thì Vô Biên Thành sẽ hoàn toàn bị áp đảo. Mà nàng ta đã nhận được tư liệu về Diệp Huyên, cũng đã hiểu cách đối nhân xử thế và nhân phẩm của hắn. Về mặt nhân phẩm hoàn toàn không có vấn đề gì. Là một người đáng tin cậy. Nói một cách đơn giản là Vô Biên Thành phải bám lấy người này. Mấy ngày sau, trong thế giới tầng 9, Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng tu luyện thuật rút kiếm. Lúc này, hắn càng tu luyện càng hưng phấn. Vì hắn phát hiện, thuật rút kiếm này thật sự rất kinh khủng. Đặc biệt là sau khi chồng chéo, lực lượng mà nó bộc phát ra thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Mà bây giờ, hắn đã có thể chồng chéo 16 tia kiếm khí. 16 tia kiếm khí chồng lên nhau. Thuật rút kiếm của hắn hiện tại đã thật sự biến chất rồi. Một kiếm của hắn chém xuống đã đủ để giết chết một cường giả diệt thần cảnh trong nháy mắt. Nhưng đây không phải mục đích của hắn. Mục đích của hắn là có thể tác động đến cường giả ý cảnh. Mà muốn tác động cường giả ý cảnh thì nhất định phải có năng lực chạm diệt thời gian, nhưng thuật rút kiếm của hắn bây giờ vẫn không thể làm tổn hại đến thời gian duy độ.
vẫn chưa đủ. Tiếp tục điên cuồng tu luyện. Dù sao có tử khí hồng mông của Tiểu Bạch, cho dù mệt mỏi thế nào cũng có thể nhanh chóng hồi phục thể lực. Thời gian dần trôi qua. Người đàn ông áo xanh vẫn không rời đi, y ở bên cạnh hướng dẫn, hơn nữa còn đích thân làm mẫu. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn nằm dưới đất, hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Vô cùng mệt mỏi. Chiêu kiếm hắn vừa chém ra đã chồng chéo 29 tia kiếm khí. Sau khi chém ra chiêu kiếm này, hắn cảm thấy lực lượng trên người mình như bị rút sạch, không còn chút sức lực nào cả. Người đàn ông đi tới trước mặt Diệp Huyên, cảm thấy đến giới hạn rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, có lẽ đã đến giới hạn của con rồi. Nhưng người đàn ông áo xanh lại lắc đầu, vẫn chưa. Diệp Huyên sửng sốt. Người đàn ông cười nói, con vẫn có thể làm tốt hơn. Còn có thể làm tốt hơn. Đúng vậy, thế nào là giới hạn? Giới hạn là để bứt phá, con phải ép mình một chút. Người đàn ông áo xanh vỗ nhẹ tay phải lên bả vai Diệp Huyên, lập tức trấn áp lực lượng kia. Người đàn ông áo xanh nói, bây giờ có cảm giác thế nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, con cảm thấy trong người mình có một ngọn lửa đang cháy. Người đàn ông áo xanh gật đầu, đừng trấn áp, để nó tiếp tục cháy, đây là lực lượng huyết dịch của nhị nha, có thể rèn luyện thân thể của con. Ngoài ánh mắt có thể cử động thì không cử động được gì nữa cả. Người đàn ông áo xanh lại xuất hiện một lần nữa, Diệp Huyên yếu ớt nói, hết chịu nổi rồi. Người đàn ông áo xanh cười, ba ngày trước, con cũng nói đã đến giới hạn của mình. Diệp Huyên cười khổ, lần này thật sự đã đến giới hạn của con rồi. Nếu con đột phá cảnh giới, có lẽ sẽ trồng được nhiều hơn. Người đàn ông lắc đầu, việc này không liên quan đến cảnh giới, mà có liên quan đến tâm cảnh. Bây giờ con đã hoàn toàn phủ định bản thân rồi. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, con vẫn chưa đến giới hạn sao? Người đàn ông áo xanh hỏi ngược lại, con cảm thấy sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, sau khi thi triển chiêu kiếm này, con thấy mình giống như người tàn tật vậy, kiếm kỹ này có khác gì tự sát đâu. Người đàn ông lắc đầu, con đừng nghĩ đến những vấn đề khác, bây giờ con phải nghĩ nếu đạt đến giới hạn của mình, cho dù chỉ ra tay một lần cũng được, mà lần ra tay này, con nhất định phải đạt đến giới hạn của mình. Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Tiểu Bạch ở một bên, chữa thương cho hắn. Tiểu Bạch lại vung móng vuốt lên, một luồng tử khí bao phủ lấy Diệp Huyên, sau đó, thân thể hắn lại bình thường trở lại. Vào lúc Diệp Huyên đang muốn ra tay, người đàn ông áo xanh đột nhiên nói, con không phát hiện ra điểm khác biệt sao? Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, điểm khác biệt gì? Người đàn ông áo xanh cười nói, thân thể con. Diệp Huyên nhìn thân thể mình, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ, vẫn là thân thể duy độ mà. Người đàn ông lắc đầu, thằng con ngu ngốc này, con không phát hiện lực lượng trong người mình trở nên mạnh mẽ hơn sao? Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người. Đúng thế. Hắn đã bỏ qua lực lượng thân thể của mình. Tại sao mình có thể rút kiếm 30 lần trong nháy mắt? Một nguyên nhân chủ yếu là lực lượng trong người mình trở nên mạnh mẽ rồi. Hơn nữa còn không phải mạnh bình thường, lực lượng thân thể hắn bây giờ mạnh hơn trước đó rất nhiều. Người đàn ông áo xanh nói tiếp, khoảng thời gian này, mỗi lần con đột phá giới hạn thì lực lượng thân thể con sẽ mạnh gấp đôi trước đó. Mà lực lượng thân thể của con còn có thể mạnh hơn, thuật rút kiếm này cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Diệp Huyên hít sâu một hơi, tiếp tục. Dứt lời, hắn lại tiếp tục rút kiếm. Người đàn ông ngồi sang một bên. Nhìn Diệp Huyên phía xa, y nở nụ cười nhàn nhạt. Thật ra y rất hâm mộ Diệp Huyên. Vì năm đó y không được hưởng thụ đãi ngộ này. Nghĩ đến người nào đó, nụ cười trên mặt người đàn ông áo xanh biến mất. Lại một tháng trôi qua. Diệp Huyên đã có thể chồng chém 42 tia kiếm khí. 42 tia kiếm khí. Bây giờ, mỗi lần hắn vung kiếm, không gian mấy trăm nghìn dặm xung quanh đều sẽ trở nên hư ảo. Nhị nha ở một bên chợt hỏi, Dương ca, bao giờ chúng ta đi? Người đàn ông áo xanh cười đáp, sắp rồi. Sắp rồi. Nhị nha nhìn Diệp Huyên phía xa, thật sự không đưa Tiểu Huyên tử đi sao? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên phía xa, một lát sau, y nhẹ giọng nói, con đường của thằng bé vẫn phải tự đi,
đi theo ta không phải giúp nó, mà là hại nó. Người đàn ông áo xanh hiểu rõ, nếu Diệp Huyên đi theo y, hắn sẽ mãi mãi không thể trưởng thành. Con đường sau này, Diệp Huyên phải tự mình đi thì hắn mới có thể vượt qua y, nếu y vẫn luôn che chở, thì Diệp Huyên sẽ mãi mãi là một đứa trẻ. Nhị Nha khẽ thở dài, đáng tiếc. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Nhị Nha, đáng tiếc cái gì? Nhị Nha nghiêm túc nói, nếu Tiểu Huyên tử đi cùng chúng ta thì chắc chắn sẽ rất vui. Tiểu Bạch liên tục gật đầu, nó cũng rất thích Diệp Huyên. Rất hợp gu. Là người phe mình. Người đàn ông áo xanh đen mặt, nếu ba đứa nhóc này hợp thành một nhóm, thì thế giới còn yên ổn sao? Thời gian như thoi đưa, mới chớp mắt đã thêm một tháng trôi qua. Lúc này, Diệp Huyên đã có thể chống chéo 50 tia kiếm khí rồi. Lúc này Diệp Huyên đang vô cùng đau đớn, dù thân thể hắn không tiếp tục thối rữa, nhưng cảm giác đau đớn như sắp bị thiêu hủy vẫn còn tồn tại. Cái này còn đáng sợ hơn cả cái chết nữa, thật sự là sống không bằng chết. Người đàn ông áo xanh cười nói, đau lắm đúng không? Nếu không chịu nổi thì con kêu thành tiếng đi, phụ thân không cười con đâu Diệp Huyên. Nhưng cũng có một khuyết điểm là sau khi thi triển chiêu kiếm này, hắn không thể thi triển thêm bất cứ kiếm nào nữa. Một chiêu kiếm, không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Diệp Huyên đang muốn tu luyện lần nữa thì người đàn ông áo xanh đột nhiên nói, không cần nữa. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông, y cười nói, bây giờ con đã đạt đến giới hạn trước mắt của thân thể rồi, nếu còn tu luyện nữa, tuy còn có thể tiến bộ, nhưng hiệu quả rất thấp. Diệp Huyên chớp mắt, kết thúc rồi sao? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Dứt lời, y nhìn về phía Nhị Nha, cho chút máu. Nhị Nha nhìn Diệp Huyên, cô bé hơi do dự, sau đó chắp ngón tay lại, một giọt máu tươi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Máu của Nhị Nha. Người đàn ông áo xanh hơi cạn lời, cho nhiều chút đi. Nhị Nha chớp mắt, đau. Người đàn ông áo xanh cười nói, không cần quá nhiều đâu. Nhị Nha ngẫm nghĩ, sau đó cắn rách đầu ngón tay mình, máu tươi chảy ra từ đầu ngón tay. Người đàn ông áo xanh vung tay phải, máu tươi bay đến trước mặt Diệp Huyên, y nhìn Diệp Huyên, uống đi. Diệp Huyên hỏi, muốn nâng cao thân thể cho con sao? Người đàn ông áo xanh gật đầu, bây giờ thân thể con vẫn chưa đủ mạnh. Nếu muốn đạt tới cấp độ 100 tia kiếm khí chồng lên nhau thì con nhất định phải trở nên mạnh hơn. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao không cường hóa thân thể con từ đầu. Người đàn ông áo xanh lắc đầu cười khẽ, nếu từ đầu đã nâng cao thân thể của con thì con sẽ không thể đột phá giới hạn của bản thân. Bây giờ con đã đạt tới giới hạn thân thể mình rồi, nếu bây giờ lại đột phá một lần nữa, thì con sẽ có thu hoạch không tưởng. Diệp Huyên còn muốn hỏi gì thì người đàn ông áo xanh đột nhiên nói, lấy đâu ra nhiều câu hỏi nhảm thế. Dứt lời, y chắp ngón tay, máu của Nhị Nha lập tức chảy vào cổ họng Diệp Huyên. Oanh! Trong người Diệp Huyên lập tức bộc phát ra một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Không phải lực lượng của hắn, mà là lực lượng trong máu của Nhị Nha. Người đàn ông áo xanh cười nói, cảm thấy sao? Diệp Huyên trầm giọng đáp, lực lượng rất mạnh mẽ. Người đàn ông nhìn về phía Nhị Nha, cho thằng bé một quyền. Nhị Nha đi tới trước mặt Diệp Huyên, cô bé chớp mắt, sau đó đấm một phát vào bụng Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, rất khó chịu. Người đàn ông áo xanh cười nói, làm gì có tu luyện thân thể nào mà không khó chịu. Nhịn đi. Diệp Huyên gật đầu. Hắn phát hiện khi máu của Nhị Nha cháy, thân thể của hắn cũng dần xảy ra thay đổi. Thời gian dần trôi. Trên người Diệp Huyên đã xuất hiện màu đỏ của lửa. Sắc mặt hắn cũng trở nên nhăn nhó. Đau đớn. Hắn cảm thấy máu của Nhị Nha đang ăn mòn thân thể của mình, từ bên trong đến bên ngoài. Nhưng hắn vẫn cố nhịn được. Không thể để mất mặt trước người cha xấu xa này. Người đàn ông áo xanh quan sát Diệp Huyên, cười nói, bây giờ cảm thấy thế nào? Diệp Huyên run rẩy đáp, vẫn ổn. Người đàn ông áo xanh hơi nhếch môi, vậy thì tốt. Sau đó, y lấy một bình bạch ngọc ra. Diệp Huyên chợt thấy không ổn lắm, đây là... Người đàn ông áo xanh cười nói, đây là một vài đồ tốt ta cố ý tìm cho con, nào, há miệng ra.
Diệp Huyên hơi do dự, hay là, từ từ đã. Người đàn ông áo xanh cười mắng, từ từ cái khỉ gì, nuốt vào cho ông. Nói xong, y dùng một tay giữ lấy miệng Diệp Huyên, một tay khác rót bình bạch ngọc vào trong miệng hắn, một ngọn lửa màu đen đột nhiên chảy vào trong người Diệp Huyên. Oanh! Diệp Huyên lập tức trợn tròn hai mắt, a. À. Lúc này, Diệp Huyên cảm thấy mình muốn thăng thiên luôn. Thân thể hắn đang bị thối giữa từng chút một. Diệp Huyên không nhịn được nói, mẹ kiếp, phụ thân, cha muốn giết chết con sao? Thối giữa? Đây không phải là chuyện đùa đâu. Thấy tình huống này, người đàn ông áo xanh đặt nhẹ tay phải lên bả vai Diệp Huyên. Oanh! Trong người Diệp Huyên như có thứ gì bị chấn áp, thân thể bắt đầu trở lại bình thường, nhưng trên người hắn lại có thêm một ngọn lửa màu đen. Đau đớn! Người đàn ông áo xanh lắc đầu, đi tới tương lai làm gì? Diệp Huyên cười, cha không tò mò về tương lai ư. Người đàn ông đi tới trước mặt Diệp Huyên, vỗ nhẹ lên vai hắn. Chính vì không thể xác định được tương lai nên cuộc sống của con người mới có ý nghĩa. Nếu con biết trước tương lai của mình, vậy có phải sẽ nhàm chán lắm không? Người đàn ông áo xanh cười một tiếng, sau đó nghiêm túc nói, đây là linh hỏa ngoại vực, một loại lửa rất đáng sợ. Nó có thể rèn luyện thân thể của con, chẳng những có thể cường hóa thân thể con mà có nó trong người, thể chất của con sẽ trở thành thuần linh hỏa thể, cũng có nghĩa là vạn hỏa bất xâm. Dù sao đến tận bây giờ, cha chưa từng gặp cái gì mạnh hơn ngọn lửa này, sau này nó sẽ hòa làm một với con. Phải cố nhịn. Diệp Huyên hít sâu một hơi, dù sống không bằng chết, nhưng nhất định phải nhịn. Không thể để ông cha xấu xa này cười nhạo được. Người đàn ông áo xanh lùi sang một bên, y nhìn Diệp Huyên, nở nụ cười nhẹ nhàng. Nhị nha cất lời, Dương ca, muội có thể nói một câu khiến huynh không vui được không? Người đàn ông nhìn nhị nha, muội muốn nói gì? Nhị nha chớp mắt, sao thái độ của huynh với Niệm Tuyết và Tiểu Huyên Tử lại không giống nhau thế? Niệm Tuyết? Đương nhiên chính là Dương Niệm Tuyết. Cũng chính là tỷ tỷ của Diệp Huyên. Nhưng bây giờ nàng không có ở đây. Nhị nha lại hỏi, chẳng lẽ Tiểu Huyên Tử thật sự không phải con ruột của huynh? Người đàn ông áo xanh nhìn nhị nha, trong vòng 5 ngày không được phép ăn kẹo hồ lô. Nét mặt nhị nha cứng đờ, cô bé tát mình một cái, lẩm bẩm, cho ngươi hỏi bậy này. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Huyên dần cảm thấy thân thể mình không còn quá đau đớn nữa. Phải nói là hắn đã quen dần với cảm giác đau đớn vì bị thiêu đốt này. Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Bạch cũng liên tục dùng tử khí chữa lành thân thể cho Diệp Huyên. Một tháng sau, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt, hắn đứng dậy, siết chặt tay phải. Oanh! Cái nắm tay này khiến thiên địa trở nên hư ảo. Sức mạnh! Diệp Huyên hít sâu một hơi, lúc này, hắn cảm nhận được một sức mạnh vô cùng vô tận. Diệp Huyên nhìn Hoa Nhất Y, để ta suy nghĩ đa. Hoa Nhất Y. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo xanh, cha, chúng ta đi thôi. Người đàn ông áo xanh gật nhẹ đầu, được. Nhìn nhóm người Diệp Huyên rời đi, Hoa Nhất Y khẽ thở dài. Diệp Huyên lập tức lùi lại cả vạn trượng, không gian nơi hắn đi qua đều bị sụp đổ. Khi hắn rơi xuống đất, không gian mấy vạn trượng xung quanh hắn đều hoàn toàn sụp đổ. Nhưng hắn lại chẳng bị làm sao cả. Thân thể của hắn đỡ được cú đấm này của nhị nha. Cả Diệp Huyên cũng thấy hơi khó tin, hắn không ngờ năng lực phòng ngự của thân thể mình lại đáng sợ đến mức này. Lực lượng của nhị nha kinh khủng đến mức nào? Có thể nói, nếu nhị nha sử dụng toàn lực, cú đấm này muốn đánh tan thế giới cũng là chuyện dễ dàng. Mà mình lại đỡ một đòn của cô bé mà không bị làm sao. Lúc này... Người đàn ông áo xanh cười nói, con lại thử sử dụng thuật rút kiếm xem. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, một thanh trường kiếm nằm trong vỏ xuất hiện, chính là bội kiếm của người đàn ông áo xanh. Kiếm của hắn hoàn toàn không thể chịu được lực lượng của hắn bây giờ. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía xa, hắn chợt rút kiếm chém một phát. Vụt! Một tia kiếm khí chợt phá không bay đi. Ầm! Cả thế giới thoáng chốc sụp đổ. 96 tia kiếm khí. Diệp Huyên nhìn thế giới đổ nát trước mặt, hắn vô cùng hoảng hốt. 96 thuật rút kiếm. Mình trở nên mạnh như thế sao?
Người đàn ông áo xanh nhẹ giọng nói, chiêu kiếm của con bây giờ đã đủ tiêu diệt thời gian duy độ rồi, nhưng chỉ là thời gian duy độ của người bình thường thôi. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh, thời gian duy độ còn có phân loại sao? Người đàn ông cười giải thích, người càng mạnh, thời gian duy độ của họ sẽ càng mạnh hơn, hiểu không? Diệp Huyên trầm giọng nói, phụ thân cũng có thời gian duy độ chứ? Người đàn ông áo xanh cười nói nhảm, ai cũng đều có thời gian duy độ của mình hết. Diệp Huyên hơi tò mò, cha có thể đi tới tương lai không? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, đi tới tương lai làm gì? Diệp Huyên cười, cha không tò mò về tương lai ư? Người đàn ông đi tới trước mặt Diệp Huyên, vỗ nhẹ lên vai hắn. Chính vì không thể xác định được tương lai nên cuộc sống của con người mới có ý nghĩa. Nếu con biết trước tương lai của mình, vậy có phải sẽ nhàm chán lắm không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, cũng phải. Người đàn ông áo xanh lại nói, hơn nữa đi tới tương lai rất nguy hiểm, vì tương lai là thứ không xác định. Ví dụ như một người, hắn vốn sẽ trở thành một người giàu có, nhưng sau khi biết được trước tương lai, có lẽ hắn sẽ không cố gắng nữa. Mà nếu hắn không cố gắng, thì số phận của hắn sẽ thay đổi. Vì tương lai không xác định được, bất cứ một sự lựa chọn nào của chúng ta, thậm chí chỉ là một suy nghĩ cũng sẽ tạo thành tương lai khác nhau. Hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Người đàn ông cười, dẫn con đến một nơi cuối cùng, sau đó ta phải đi rồi. Diệp Huyên hơi tò mò, nơi nào thế? Người đàn ông áo xanh nói, một nơi khá thần bí, ta tặng cho con món quà cuối cùng, sau đó hai cha con chúng ta sẽ tạm biệt, con làm việc của con, ta làm việc của ta, đừng ai quấy rầy ai nữa. Diệp Huyên. Sau khi rời khỏi Cửu Cửu Lâu, Diệp Huyên gặp Hoa Nhất Y. Hoa Nhất Y đã đợi ở đây mấy tháng rồi. Nhìn thấy Diệp Huyên, Hoa Diệp Y lập tức tiến lên nghênh đón, khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, Hoa cô nương có chuyện gì sao? Hoa Nhất Y hơi cúi người, Diệp công tử, ta đến là để nói xin lỗi. Diệp Huyên cười nói, ta không hề tức giận. Hoa Nhất Y thoáng do dự, sau đó nói, Diệp công tử thật sự không tức giận ư? Diệp Huyên cười, giả đấy. Hoa Nhất Y cười khổ, lại cúi người, Diệp công tử, chúng ta thật lòng muốn gia nhập thần đình vũ trụ, mong Diệp công tử đồng ý. Diệp Huyên không nói gì. Hoa Nhất Y lại nói, chúng ta hứa sẽ thành thực. Diệp Huyên nhìn Hoa Nhất Y, Hoa cô nương, người thật sự có thể đại diện toàn bộ vô biên thành sao? Hoa Nhất Y cười nói, điều này Diệp công tử hoàn toàn có thể yên tâm. Diệp Huyên cười, ta thật sự không yên tâm lắm. Hoa Nhất Y trầm giọng nói, Diệp công tử yên tâm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như trước đây. Diệp Huyên nhìn Hoa Nhất Y, để ta suy nghĩ đa. Hoa Nhất Y. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo xanh, cha, chúng ta đi thôi. Người đàn ông áo xanh gật nhẹ đầu, được. Nhìn nhóm người Diệp Huyên rời đi, Hoa Nhất Y khẽ thở dài. Đương nhiên nàng ta hiểu ý của Diệp Huyên. Diệp Huyên đang nói với nàng ta hắn không quá cần vô biên thành của nàng ta, vô biên thành đừng quá đề cao mình. Một lát sau, Hoa Nhất Y chợt bật cười. Thật ra lần này Diệp Huyên không từ chối, cũng đồng nghĩa với việc vô biên thành có cơ hội. Cơ hội rất lớn. Hoa Nhất Y xoay người rời đi. Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên nói, cha này, có thể giới thiệu người bạn mà cha nói lúc trước cho con làm quen không? Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, con muốn làm gì? Diệp Huyên cười, chỉ là làm quen thôi. Người đàn ông áo xanh cười nhạt, đừng tưởng ta không biết con đang có ý đồ gì. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh lại nói về thân thể của con đi, có lẽ bây giờ thân thể của con thuộc cấp bậc ý cảnh, có nghĩa cường giả ý cảnh khó mà phá hoại thân thể con, nhưng cái này không có nghĩa là vô địch, con hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên gật đầu, hiểu. Người đàn ông áo xanh cười nói, con nhất định phải nhớ kỹ, đừng quá lệ thuộc vào thân thể, tốt nhất lúc không cần thiết thì đừng dùng đến thân thể, vì nếu gặp phải cường giả thật sự, con dùng thân thể để chống cự cũng giống như tự tìm đường chết vậy, hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, con nhớ rồi. Người đàn ông áo xanh cười, uy lực của thuật rút kiếm này không có giới hạn, không đúng, phải nói là giới hạn của nó được quyết định ở con. Cho nên sau này nếu có thời gian thì luyện tập nhiều một chút,
khi con có thể trồng đến 1.000 tia kiếm khí, con sẽ phát hiện ý cảnh, dị duy tộc gì đó đều là một đám cặn bã. Diệp Huyên chớp mắt, 1.000 tia. Người đàn ông áo xanh hỏi, khó lắm sao? Diệp Huyên gật đầu, đối với con bây giờ thì thật sự rất khó. Người đàn ông áo xanh vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên, không thể thành công ngay từ lần đầu được, cứ từ từ thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, bây giờ con cần nâng cao những mặt nào? Người đàn ông áo xanh đáp, rất nhiều mặt. Diệp Huyên. Nhóm người nhanh chóng đi tới cổng thành, có một ông lão đang đứng đó. Ông lão mặc trường bào màu đen rộng lớn, tay cầm một cây quải trượng kỳ lạ. Nhìn thấy người đàn ông áo xanh, ông lão lập tức đi tới, lão khẽ mỉm cười, Dương huynh. Người đàn ông áo xanh cũng cười, Mục huynh, huynh đến sớm thế. Ông lão đáp, nóng lòng gặp bạn mà. Lúc này, Diệp Huyên cúi chào, chào Mục thúc thúc. Nghe thấy lời này, ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, lão quan sát Diệp Huyên một lúc, sau đó cười nói, rồng phượng giữa nhân gian. Người đàn ông áo xanh cất lời, Mục huynh, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Thực lực bây giờ của tiểu tử này hơi yếu, ta muốn mượn dùng thánh địa của các huynh một chút. Mục lão cười đáp, chuyện nhỏ, đi thôi. Người đàn ông áo xanh gật đầu, y vung tay phải, mọi người lập tức biến mất. Diệp Huyên nhanh chóng cảm nhận được không gian trước mặt đang bị xé rách. Không thể không nói, lúc này trong lòng hắn có hơi rung động. Hắn biết là cha mình đang di chuyển trong không gian. Mà tốc độ này thật quá đáng sợ. Nếu không phải có kiếm khí của phụ thân bảo vệ thì bây giờ thân thể của hắn cũng khó chịu được. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không khỏi nhìn thoáng qua người đàn ông áo xanh, có phải sau này cần ngoan ngoãn một chút không? Lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên cười nói, đến rồi. Dứt lời, không gian xung quanh bình thường trở lại. Mà lúc này, bọn họ đang đứng trên một tảng đá lớn, cách đó không xa là một ngọn núi lơ lửng trên không, ngọn núi cao ít nhất vạn trượng, xuyên qua tầng mây, quan trọng nhất là nó đang treo lơ lửng. Ngoài ra, phía sau ngọn núi lớn này còn có vô số ngọn núi lơ lửng, nhìn sơ qua hoàn toàn không thể thấy điểm cuối, rất nguy nga. Lúc này, Mục lão nhìn về phía ngọn núi kia, đón khách. Giọng nói như chuông lớn, vang vọng thiên địa. Lúc này, một quang đạo khổng lồ rộng tới nghìn trượng chiếu từ đỉnh núi xuống dưới chân mọi người, cùng lúc đó, hơn mấy trăm cường giả mặc áo giáp vàng đột nhiên xuất hiện hai bên quang đạo, tất cả cường giả xoay người cung kính hành lễ với người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh bất đắc dĩ nhìn Mục lão, cần gì màu mè thế? Mục lão cười ha ha, chỉ là một hình thức thôi. Chúng ta đi. Mọi người đi về phía đỉnh núi, lúc đi tới đỉnh núi, một tòa thành cổ to lớn xuất hiện. Diệp Huyên nhìn về phía cổng thành, trên đó có ba chữ to, Khai Thiên Thành. Đường phố trong thành rộng khoảng trăm trượng, hai bên đường phố tập trung vô số người, những người này đều đang tò mò quan sát mấy người Diệp Huyên. Khai Thiên Thành, quang đạo đón khách, đã mấy nghìn năm chưa từng xuất hiện đãi ngộ thế này rồi. Người đến là ai? Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyên, ông lão cúi người, bái kiến Mục lão, bái kiến Dương Tông Chủ. Mục lão gật đầu, sắp xếp một chút, Diệp Tiểu Hữu muốn sử dụng thánh địa. Nghe vậy, ông lão lập tức tỏ vẻ khó xử, việc này. Mục lão khẽ nhíu mày, có vấn đề gì sao? Ông lão vội nói, không có, chỉ là bây giờ A Mộc Liêm đang sử dụng thánh địa. A Mộc Liêm. Nghe vậy, Mục lão ngây người, sau đó im lặng. A Mộc Liêm. Thiên tài yêu nghiệt nhất của Khai Thiên tộc từ trước đến nay. Người này có địa vị cực kỳ đặc biệt trong Khai Thiên tộc, vì khi sinh ra, huyết mạch của nàng ta đã lập tức biến dị, mà việc biến dị này đã khiến huyết mạch của tất cả mọi người trong Khai Thiên tộc đột phá, khiến thực lực tổng thể của Khai Thiên tộc được tăng cao rất nhiều. Có thể nói, địa vị của A Mộc Liêm trong Khai Thiên tộc còn cao hơn tộc trưởng là lão. Vì nàng ta chính là hy vọng sau này của Khai Thiên tộc. Mục lão hơi khó xử. Lúc này, người đàn ông áo xanh cười nói, không sao, chúng ta đợi là được. Mục lão hơi áy náy, Dương huynh. Người đàn ông áo xanh cười nói, chuyện nhỏ. Mục lão chắp tay, đa tạ. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi, hai cha con chúng ta đi tản bộ, trò chuyện một lát.
Diệp Huyên gật đầu, được. Nhị Nha chợt lên tiếng, Dương ca, chúng ta có thể đi chơi riêng không? Người đàn ông chừng Nhị Nha, không được. Đương nhiên y biết ý đồ của nha đầu này, chắc chắn là Tiểu Bạch lại cảm nhận được bảo vật gì, cho nên hai tiểu tử này muốn đi tìm. Trong suy nghĩ của Tiểu Bạch, chỉ cần bảo bối tự đi theo nó thì sẽ không phải cướp, cũng không phải trộm. Còn theo suy nghĩ của Nhị Nha, cô bé chỉ mượn bảo bối thôi. Về việc có trả hay không, cô bé chưa từng nghĩ tới. Ai quy định mượn đồ nhất định phải trả? Người đàn ông áo xanh cũng hơi đau đầu vì những suy nghĩ không đâu hai đứa nhóc này. Thấy người đàn ông áo xanh không đồng ý, Nhị Nha bĩu môi, cô bé nhìn Tiểu Bạch, nhún vai một cái, bây giờ Dương ca quá đề phòng chúng ta, phải làm sao đây? Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó chỉ về phía Diệp Huyên. Nhị Nha ngẫm nghĩ, sau đó nói, suy nghĩ này của ngươi cũng được. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh nhìn Mục Lão, cười nói, ta dẫn thằng bé đi dạo một lát, huynh đi làm việc đi. Mục Lão hơi do dự, sau đó gật đầu, cần gì cứ gọi ta. Người đàn ông gật đầu, được. Mục Lão chắp tay, sau đó lùi về phía sau một chút. Người đàn ông áo xanh dẫn mấy người Diệp Huyên đi về phía sau, trên đường đi, y cất tiếng hỏi, có phải thấy tò mò về nơi này không? Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông áo xanh cười nói, đây là Khai Thiên tộc. Con còn nhớ ta từng nói với con có một huyết mạch vô cùng đặc biệt, còn đặc biệt hơn huyết mạch bất tử không? Diệp Huyên gật đầu, chính là Khai Thiên tộc này à? Người đàn ông áo xanh gật đầu, huyết mạch Khai Thiên. Một huyết mạch khá đặc biệt, đương nhiên là không lợi hại bằng huyết mạch phong ma của Dương gia chúng ta rồi. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh lại nói, thánh địa kia của bọn họ rất thú vị, là một nơi tu luyện đặc biệt, một cách tu luyện đặc thù. Nếu con có thể tu luyện bên trong một khoảng thời gian thì chắc chắn thực lực của con có thể được nâng cao. Diệp Huyên hơi tò mò, phụ thân, Khai Thiên tộc này là tộc gì vậy? Người đàn ông áo xanh cười đáp, người khai thác. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, người khai thác. Người đàn ông áo xanh gật đầu, tộc này khá thú vị, mục đích của tiên tổ của bọn họ là dẫn dắt người trong tộc tiến lên trong vũ trụ mênh mông này cũng chính là thăm dò. Nói đến đây, y nhìn xung quanh, biết đây là đâu không? Diệp Huyên lắc đầu. Người đàn ông áo xanh cười nói, khai thiên giới, một thế giới cách xa vũ trụ của các con, tuy nơi này không có gì duy giới đặc biệt, nhưng nơi này cũng không đơn giản. Diệp Huyên hỏi, không đơn giản thế nào? Người đàn ông áo xanh cười nói, biết vì sao khai thiên tộc không tiếp tục khai thác mà lại ở lại đây không? Diệp Huyên lắc đầu. Người đàn ông giải thích, vì sâu trong dãy núi đó có rất nhiều di tích cổ xưa chưa khai thác. Khai thiên tộc ở lại đây và muốn chiếm hết những di tích cổ xưa này, nhưng dù bọn họ thăm dò mấy trăm nghìn năm cũng chỉ thăm dò được một phần mười. Diệp Huyên chớp mắt, có phải phụ thân từng đến đó không? Người đàn ông cười to, có từng đến. Diệp Huyên hỏi, nơi đó có gì? Người đàn ông áo xanh cười nói, nếu con tò mò thì sau này con có thể thử đi dạo. Nơi đó không có sức hấp dẫn gì với ta cả. Nói đến đây. Y im lặng một lát rồi mới nói tiếp, nếu đi thì nhớ báo tên ta ra trước. Nếu không, ta sợ con sẽ đi đời luôn. Diệp Huyên. Di tích. Diệp Huyên nhìn về phía xa, hắn đã quyết định đi một chuyến. Di tích có thể khiến khai thiên tộc xem trọng như vậy chắc chắn không tầm thường. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, cười nói, tiểu tử, thế giới này rất rộng lớn, không chỉ có mỗi người dị duy, con. Nói đến đây. Y lắc đầu thôi, không nói đến những chuyện này. Diệp Huyên hơi khó hiểu, có gì mà không thể nói chứ? Người đàn ông áo xanh cười nói, bây giờ thực lực của con quá yếu, có một số chuyện nói với con cũng không hiểu. Diệp Huyên nghiêm túc nói, phụ thân, người từng có tuổi trẻ chứ? Người đàn ông áo xanh ngây người, sau đó đáp, đương nhiên là có rồi. Diệp Huyên lại nói, lúc người còn trẻ. Có phải người cũng từng yếu không? Người đàn ông áo xanh không nói gì. Diệp Huyên cười khẽ, cũng im lặng. Người đàn ông lắc đầu, không phải ta muốn đả kích con, mà với thực lực của con bây giờ, có rất nhiều chuyện không nên tiếp xúc thì tốt hơn. Diệp Huyên gật đầu, được. Không hỏi nữa sao, nếu con thật sự muốn biết, ta cũng có thể nói với con.
bây giờ con chỉ muốn nâng cao thực lực của mình thôi. Được. Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyên. Cô gái mặc trường bào màu trắng, mái tóc dài xõa xuống, hai tay khuất trong tay áo. Đẹp. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên vào lúc này. Da của cô gái rất trắng, đặc biệt là đôi mắt kia, vừa to vừa sáng, như có thể hút người ta vào bên trong vậy. Đây là một cô gái khiến người ta chỉ nhìn một lần đã không thể quên. Cô gái nhìn về phía người đàn ông áo xanh cúi chào tiền bối. Lúc này, Mục lão cũng xuất hiện. Mục lão chắp tay với người đàn ông áo xanh, Dương huynh, đây là A Mộc Liêm, nàng biết chuyện Diệp Tiểu Hữu muốn sử dụng thánh địa cho nên bèn ra ngoài sớm. Người đàn ông áo xanh cười một tiếng, sau đó nhìn về phía A Mộc Liêm, đa ta. A Mộc Liêm lại hành lễ một lần nữa, hôm nay có duyên gặp được tiền bối, mong tiền bối có thể chỉ điểm, Mộc Liêm vô cùng biết ơn. Người đàn ông áo xanh quan sát nàng ta, cười nói ta không thể chỉ điểm cho cô. Nghe vậy, A Mộc Liêm ngẩn người, sau đó, nét mặt nàng ta trở nên ảm đạm. Người đàn ông áo xanh cười nói, nhưng ta có thể cho cô cảm nhận cái gì là mạnh mẽ. A Mộc Liêm cúi người, mời tiền bối ra tay. Người đàn ông áo xanh cười to, đúng là một cô bé thông minh, xuất sắc giống như nhi tử của ta vậy. Diệp Huyên hơi lúng túng, phụ thân, dù con cảm thấy con rất ưu tú, nhưng lúc có người ngoài, cha vẫn nên khiêm tốn một chút. Con cũng cần thể diện mà. Người đàn ông áo xanh cười to, xuất sắc chính là xuất sắc, khiêm tốn cái gì? Ta cho con biết, phụ thân con là người đàn ông ưu tú nhất thiên hạ, còn con đứng thứ hai, hai chúng ta là tổ hợp ưu tú nhất vũ trụ. Mọi người. Nhị nha đột nhiên kéo Tiểu Bạch sang một bên, cô bé ngẩng đầu nhìn trời, tỏ vẻ không quen hai người nà. Mục lão cũng hơi lúng túng. Dương huynh này cái gì cũng tốt. Chỉ là có lúc hơi mặt dày. A Mộc Liêm nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, người đàn ông áo xanh đi tới trước mặt A Mộc Liêm, y quan sát nàng ta một lát rồi cười nói, cô nương, cẩn thận. Dứt lời, y đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm đâm thẳng về phía giữa chân mày của A Mộc Liêm. Một kiếm rất đơn giản. Không có kiếm khí. Không có kiếm ý. Ngay cả một chút kiếm quang cũng không có. Nhưng một kiếm đơn giản như thế lại khiến sắc mặt A Mộc Liêm thoáng chốc thay đổi, nàng ta muốn phản kháng, nhưng lúc này trong đầu nàng ta lại có một suy nghĩ. Không thể chống lại. Không thể chống lại chiêu kiếm này. Mình chết chắc rồi. A Mộc Liêm từ từ nhắm mắt. Kiếm dừng lại ở chỗ cách mi tâm của nàng ta nửa tấc. Người đàn ông áo xanh cất kiếm, cười một tiếng, không nói gì. Một lát sau, A Mộc Liêm mở mắt ra, cúi người, đa tạ tiền bối. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, cô nương, nhi tử này của ta không quen thuộc với thánh địa của các cô lắm, không biết cô nương có thể dẫn thằng bé đi làm quen không? Diệp Huyên. A Mộc Liêm nhìn Diệp Huyên, gật đầu, đương nhiên rồi. Diệp công tử, đi theo ta. Dứt lời, nàng ta xoay người đi về phía xa. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo xanh, cha, cha làm gì thế? Người đàn ông cười hì hì, tiểu tử, nhà đầu này rất được, con có thể nắm bắt cơ hội. Diệp Huyên nghiêm túc nói, cha làm thế con rất khó xử. Người đàn ông áo xanh hơi khó hiểu, khó xử cái gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, trước giờ luôn là người ta theo đuổi con, người lại bảo con đi theo đuổi người ta. Người đàn ông áo xanh đá một cú vào mông Diệp Huyên, cười mắng, con đừng có làm ra vẻ với ông đây, mau cút đi. Diệp Huyên vỗ mông một cái, biến mất ở phía xa tựa như một làn khói. Mục lão đột nhiên cười nói, Dương huynh, chúng ta uống mấy chung không? Người đàn ông áo xanh cười nói, đi. Lúc này, nhị nha đột nhiên hỏi, Dương ca, bọn muội có thể đi chơi không? Người đàn ông áo xanh chừng cô bé, không được. Dứt lời, y vung tay phải, mọi người lập tức biến mất. Trên đường đi, A Mộc Liêm không nói một lời. Mà Diệp Huyên phát hiện, người của Khai Thiên tộc đều rất kính trọng A Mộc Liêm, người nào nhìn thấy nàng ta cũng đều dừng lại hành lễ, trong đó có cả một vài ông lão thực lực rất mạnh. Diệp Huyên cất lời, A Mộc Liêm cô nương, cô có thể nói sơ qua về thánh địa này không?
A Mộc Liêm nói, là nơi tu luyện. Diệp Huyên sửng sốt, chỉ thế thôi sao? A Mộc Liêm gật đầu, đúng thế. Nhưng không phải một nơi tu luyện bình thường, có lẽ sẽ giúp đỡ được cho công tử. Diệp Huyên cười, phụ thân ta cũng nói thế, ta thấy hơi mong đợi rồi đây. Hai người nhanh chóng đi tới trước một hang núi. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía A Mộc Liêm, A Mộc Liêm nói, mở tầng cuối cùng ra. Ông lão gật đầu, được. Sau đó, ông lão xoay người đọc thần chú, không gian xung quanh dần rung lên. Diệp Huyên quan sát xung quanh, hắn nhanh chóng phát hiện rất nhiều không gian duy độ xuất hiện. Không phải duy độ bình thường. Sắc mặt Diệp Huyên dần trở nên nặng nề. Thì ra nơi này khác với vũ trụ hắn ở. Lúc này, ông lão lên tiếng, Diệp công tử, mời. Diệp Huyên gật đầu, hắn đi vào trong hang núi, A Mộc Liêm cũng đi vào theo. Vừa đi vào đại điện, Diệp Huyên phát hiện xung quanh rất hỗn loạn, không nhìn thấy được gì cả. Lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên nói, công tử, ở đây có bốn hình thức, phản ứng và tốc độ, lực lượng và tinh chuẩn, linh hồn và tinh thần, thân thể và ý thức. Nếu ngươi chọn một hình thức trong đó, nơi này sẽ xuất hiện hình thức rèn luyện tương ứng. Ví dụ như nếu ngươi chọn phản ứng và tốc độ thì sẽ có cường giả luyện tập cùng ngươi, chuyên rèn luyện phương diện đó cho ngươi, mãi đến khi hoàn mỹ mới thôi. Nói đến đây, nàng ta thoáng im lặng, sau đó lại nói, có hình thức đơn giản, hình thức khó, hình thức địa ngục. Bây giờ công tử có thể lựa chọn. Diệp Huyên nhìn xung quanh, hỏi, nếu ta chọn phản ứng và tốc độ, sẽ có cường giả xuất hiện rèn luyện với ta, cường giả này có mạnh không? A Mộc Liêm nói, Diệp công tử có thể thử trước. Diệp Huyên gật đầu, ta chọn phản ứng và tốc độ. Hình thức địa ngục. A Mộc Liêm nhìn Diệp Huyên, ta đề nghị công tử chọn hình thức đơn giản. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? A Mộc Liêm nói, vì hình thức địa ngục rất khó. Diệp Huyên cười đáp, không sao, để ta thử xem. A Mộc Liêm gật đầu, công tử bảo trọng. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, bắt đầu. Ngay sau đó, Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng, một cú đấm đã đánh thẳng về phía bụng hắn. Bịch! Diệp Huyên lập tức bay ra xa, mà hắn còn chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã bị đấm một quyền nữa. Oanh! Diệp Huyên lập tức bay xa mấy nghìn trượng, lúc này, hắn đã chịu ít nhất hơn 10.000 cú đấm. Diệp Huyên hoàn toàn không thể đứng vững dưới đất. Vì hắn liên tục bị đánh, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Diệp Huyên vội nói, đơn giản, hình thức đơn giản. Vừa dứt lời, hắn như cảm nhận được cái gì tấn công tới, hắn nhanh chóng né người, vừa mới tránh ra, không gian chỗ hắn đứng ban đầu lập tức sụp đổ. Lúc này, cuối cùng Diệp Huyên cũng thấy rõ người ra tay. Là một hư ảnh. Ánh mắt Diệp Huyên vô cùng nặng nề, tốc độ của hư ảnh khi nãy thật sự quá đáng sợ. Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Lúc này, hư ảnh kia lại biến mất một lần nữa, sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc thay đổi, hắn lập tức rút kiếm chém một phát. Oanh! Một kiếm chém ra, không gian trước mặt hắn lập tức bị chôn vùi. Nhưng một khắc sau, hắn chợt trợn mắt, vừa muốn xoay người thì một cú đấm đã đánh thẳng lên gáy hắn. Oanh! Diệp Huyên lại bay ra ngoài một lần nữa. Sau khi dừng lại, một tàn ảnh lại bay tới. Diệp Huyên sợ hãi giơ kiếm lên đỡ. Nhưng hắn vẫn hơi chậm, bụng lại trúng một quyền nữa. Bịch! Diệp Huyên lại bay ra ngoài một lần nữa. Nét mặt Diệp Huyên càng nặng nề hơn. Tốc độ của hình thức đơn giản này vẫn quá nhanh. Nhưng đây là chuyện tốt. Phản ứng và tốc độ. Lúc này hắn mới phát hiện phản ứng và tốc độ của mình tệ đến mức nào. Lúc này, một tin tức đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên ngây người. Sau đó, nét mặt hắn hơi kỳ lạ. Là lời của hư ảnh này. Khuyết điểm. Hư ảnh này nói ra khuyết điểm của hắn, hơn nữa còn đề nghị hắn nên sửa thế nào. Đáng sợ. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Diệp Huyên. Nếu mang hình thức tu luyện này đến vũ trụ cửu duy thì chắc chắn có thể đào tạo được vô số cường giả siêu cấp. Cách tu luyện này thật sự quá đáng sợ. Lúc này,
hư ảnh kia lại biến mất một lần nữa. Sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, cũng biến mất theo. Ở một bờ sông nào đó, trước nhà trúc, người đàn ông áo xanh nằm trên ghế tre, vắt chéo hai chân, có vẻ rất thoải mái. Nhị Nha và Tiểu Bạch đang bắt cá ở cách đó không xa. Lúc này, người đàn ông áo xanh như phát hiện điều gì đó, y đột nhiên ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, ở nơi đó đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Người đàn ông áo xanh đứng dậy bước một bước về phía trước, đi tới trước vòng xoáy màu đen kia. Một hư ảnh bay ra từ trong vòng xoáy màu đen. Người đàn ông áo xanh lạnh nhạt nói, đến hơi muộn đấy. Hư ảnh lập tức quỳ xuống, kiếm chủ tha lỗi. Người đàn ông áo xanh hỏi, nguyên nhân là gì? Hư ảnh trầm giọng nói, vị kia của dị duy tộc đột phá rồi. Gã cảm nhận được thuộc hạ, sau đó tiến vào thời gian duy độ của thuộc hạ, nếu không nhờ kiếm khí mà kiếm chủ cho ta năm đó thì e rằng thuộc hạ đã không thể trở về rồi. Người đàn ông áo xanh nhẹ giọng nói, đột phá rồi sao? Hư ảnh gật đầu, thuộc hạ đã nhận được tin bọn họ sẽ nhanh chóng đi tới vũ trụ kia của kiếm chủ, ngài có muốn ra tay không? Người đàn ông áo xanh lắc đầu. Hư ảnh trầm giọng nói, nếu kiếm chủ không muốn ra tay, với thực lực của thiếu kiếm chủ bây giờ e rằng sẽ khó ngăn cản dị duy giới, trừ khi cho mấy người kiếm thị trở về kiếm chủ, không thì người ra kiếm chỉ, bảo các huynh đệ của kiếm minh tiến vào dị duy giới, tiêu diệt dị duy giới đi. Người đàn ông áo xanh lại lắc đầu lần nữa, dị duy giới là một nơi để thằng bé rèn luyện, cho thằng bé tự giải quyết. Hư ảnh thoáng do dự, sau đó nói, vâng, đúng rồi kiếm chủ, các huynh đệ của kiếm minh cũng muốn gặp thiếu kiếm chủ. Người đàn ông áo xanh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, sẽ có cơ hội thôi. Hư ảnh cười khổ. Người đàn ông áo xanh lắc đầu thở dài, bây giờ tiểu tử này còn khá yếu. Nếu thằng bé tiếp quản kiếm minh sẽ có một số người không phục. Hư ảnh lập tức nổi giận, ai dám không phục. Người đàn ông áo xanh cười một tiếng, đi liên hệ với Đồ Tiền Bối và Niệm Niệm cô nương, thực lực của hai người họ bây giờ đã có thể miễn cưỡng gia nhập kiếm minh rồi. Hư ảnh thi lễ, sau đó xoay người biến mất. Người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, tiểu tử, phải cố gắng hơn đấy. Nếu không sao con có thể kế thừa biết bao nhiêu thế lực của phụ thân mình đây. Lúc này Diệp Huyên vẫn còn đang tu luyện. Điên cuồng tu luyện. Dưới sự hướng dẫn và bồi luyện của hư ảnh kia, phản ứng và tốc độ của hắn được nâng cao rất nhiều. Không lâu sau đó, Diệp Huyên tăng lên hình thức khó. Hình thức khó này kinh khủng hơn hình thức đơn giản ít nhất 10 lần. Vừa mới bắt đầu, Diệp Huyên bị đánh đến mức không còn sức để đánh trả. Nhưng dần dần, hắn đã có thể tránh né. Có điều cũng chỉ là tránh né, hoàn toàn không có cơ hội phản công. A Mộc Liêm đứng yên bên ngoài hàng núi, nàng ta vẫn luôn nhìn Diệp Huyên tu luyện. Lúc này, Mục Lão xuất hiện bên cạnh A Mộc Liêm. Mục Lão nhìn Diệp Huyên trong hang núi, hỏi cảm thấy hắn thế nào. A Mộc Liêm đáp, ưu tú. Mục Lão khẽ mỉm cười, Mộc Liêm. Chắc con cũng hiểu ý của Dương Tông Chủ, đúng không? A Mộc Liêm không nói gì. Mục Lão nhẹ giọng nói, con có biết lai lịch của Dương Tông Chủ không? A Mộc Liêm vẫn không nói gì. Mục Lão nói, y là người sáng lập kiếm minh. Kiếm minh! Nghe thấy lời này, con người của A Mộc Liêm co lại, nàng ta quay đầu nhìn Mục Lão, chắc chắn chứ? Mục Lão cười khổ, đương nhiên rồi. A Mộc Liêm từ từ nhắm mắt lại, chẳng trách lại mạnh như thế. Kiếm minh chính là liên minh kiếm đạo, một liên minh cho kiếm tu lập nên, đây là một thế lực vô cùng thần bí. Người ở đó đều là kiếm tu, hơn nữa còn là kiếm tu siêu cấp. Những kiếm tu này đến từ chư thiên vạn giới, hơn nữa thân phận của bọn họ cũng vô cùng đặc biệt và thần bí, vì bọn họ có thể là đế vương một phương, cũng có thể là bá chủ một giới. Tóm lại, đây là một thế lực vô cùng đáng sợ, có sức ảnh hưởng lớn, không thể tưởng tượng được. Dù khai thiên tộc cũng mạnh, nhưng vẫn rất yếu trước thế lực này. Lúc người đàn ông áo xanh cố ý ghép đôi cho Diệp Huyên và A Mộc Liêm, khai thiên tộc cũng không phản đối, mà còn hơi vui vẻ. Nếu khai thiên tộc thật sự có thể liên hôn với kiếm minh thì hoàn toàn là một chuyện tốt với khai thiên tộc. Lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên nhẹ giọng nói, tình cảm phải tinh khiết. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi.
Nghe vậy, Mục lão thầm cười khổ. Dù lão cũng muốn A Mộc Liêm và Diệp Huyên đến bên nhau, nhưng vẫn phải xem ý muốn của A Mộc Liêm. Rõ ràng là A Mộc Liêm không có ý này. Mục lão khẽ thở dài, xoay người rời đi. Một tháng trôi qua. Lúc này Diệp Huyên đã có thể làm quen với hình thức tu luyện khó này, bây giờ phản ứng và tốc độ của hắn được tăng cường hơn trước đây ít nhất 10 lần. 10 lần, đây là khái niệm gì? Dù bây giờ hắn không sử dụng thuật rút kiếm thì cường giả bán bộ ý cảnh vẫn không phải đối thủ của hắn. Không lâu sau đó, Diệp Huyên bắt đầu khởi động độ khó địa ngục. Không ngoài dự đoán, lúc đầu vẫn bị tấn công liên tục. Nhưng đã tốt hơn lần đầu nhiều, vì bây giờ hắn đã có thể tránh né một chút, lúc đầu, hắn còn không biết ai là người đánh mình. Một tháng trôi qua, Diệp Huyên đã bắt đầu quen với độ khó địa ngục này. Bây giờ dù hắn vẫn bị áp đảo, nhưng hắn đã có thể đánh trả rồi. Sở dĩ hắn có thể thích ứng nhanh như thế là vì lúc tấn công hư ảnh cũng sẽ đồng thời chỉ ra khuyết điểm của hắn, hơn nữa sẽ cho hắn biết nên cải thiện thế nào. Dưới tình huống này, đương nhiên hắn sẽ tiến bộ thần tốc. Nửa tháng sau, Diệp Huyên đã hoàn toàn làm quen với độ khá địa ngục này. Bây giờ hắn đã có thể chiến đấu ngang sức ngang tài với hư ảnh rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 147.